Xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, The Kim Nhung Show ngày hôm nay xin được tiếp tục gửi tới quý vị chương trình đặc biệt 30 tháng 4. Thưa quý vị, tháng 4, thời điểm để chúng ta nhìn lại cuộc chiến mà những phe tham dự mãi cho đến 39 năm sau vẫn chưa có những kết luận chung nhất cho câu hỏi. Do nhiều nguyên nhân, từ những yếu tố địa lý, chính trị, vận mệnh dân tộc Việt kể từ thế kỷ 19 cho đến hiện tại đã không do Vương Triều Nguyễn hay là các tổ chức lãnh đạo người Việt quyết định, nhưng mà đã được trao đổi, định đặt từ những trung tâm quyền lực bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, từ những cá nhân, những hệ thống cầm quyền của Trung Cộng, Pháp, Hoa Kỳ và các nước cường quốc Âu, Á hằng có mặt trên diễn trường ba nước Đông Dương suốt lãnh thổ nước Việt. Nhưng Kim Nhung có đề cập là không chỉ từ 39 năm trước mà chúng ta có thể đi xa hơn tại những thời điểm không thể nào quên. Hôm nay kính mời quý vị cùng theo dõi phần nói chuyện của chúng tôi với nhà văn Phan Nhật Nam. Kim Nhung xin trở lại kính chào nhà văn Phan Nhật Nam. Kính chào cô Kim Nhung, kính chào quý khán giả. Từ với nhà văn Phan Nhật Nam, hai kỳ trước thì Kim Nhung đã có buổi nói chuyện với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa để đề cập một cách tổng quát về tình hình Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, trong một cách đánh giá tổng quát về chiến tranh Việt Nam. Nay chúng ta sẽ tiếp tục cái câu chuyện với những cái sự kiện lịch sử diễn ra trong tháng 4 như vậy, thì ông có thể cho biết chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu trong tháng 4 thưa ông? Cô Kim Nhung, thưa quý khán thính giả, thì chúng ta có thể bắt đầu, nếu mà đối với người Việt Nam thì chắc là cái tháng 4 không ai quên, có thể quên được, cho dù có chết đi chắc nữa cũng không thể quên được. Nhưng mà chúng ta chỉ phần đông chỉ nhớ đến cái tháng 4 năm 1975, nhưng thật ra có một tháng 4 khác nữa mà cái nó cũng quan trọng không kém, mà chính vì cái tháng 4 này mới có cái tháng 4 1975, đó là tháng 4 1954. Tại vì sao tôi lấy cái thời điểm tháng 4 1954? Tại vì từ ngày tháng 3, 13 tháng 3, lại tháng 3 nữa, nếu chúng ta đã nói chuyện ở trên cái diễn đàn này, tôi đã một dịp trình bày ngày 10 tháng 3 là ngày nổ mặt trận Ba Mươi Thuộc. Và từ đó 50 ngày sau đến ngày 30 tháng 4 75 thì cũng có một ngày tháng 3 nữa, đó là ngày 13 tháng 3. Đó là cái ngày mà ông Võ Nguyên Giáp sử dụng hai sư đoàn tràn xuống một lần để đánh chiếm ba cứ điểm Gabriel, Beatrice và cái cứ điểm ở Isabel, của những cái cứ điểm vòng đai ngoại vi của cứ điểm Điện Biên Phủ. Thì chỉ có trong một ngày thôi người ta để chiếm được Rabien, và ba ngày sau thì người ta chiếm cái Beatrice, tức là cái mà về phía nam của Điện Biên Phủ. Thì đó là ngày 13 tháng 3. Thì cho đến ngày 15 tháng 4 thì bắt đầu người Mỹ bắt đầu thấy sợ rồi. Sợ là sao? Sợ vì rằng người ta đã ước tính, vì trong cái từ khi mà người Pháp thả 3.000 lính nhảy dù trong cái đợt đầu tiên ngày đổ bộ xuống Điện Biên Phủ ngày 20 tháng 11 1953, thì sau đó ông tổng trưởng quốc phòng, ông tướng Daniel của Mỹ mới xuống quan sát, thì ông thấy xuống Điện Biên Phủ là thua, trái với ý niệm của ông tướng Nava của Pháp là thắng. Nhưng mà ông Eli, ông bằng cung cái nhìn khách quan hơn, không chủ quan như ông tướng Nava của Pháp, thì ông tướng Eli của ông tướng Daniel của Mỹ, ô Daniel, ông bảo rằng thua. Và cái lời tiên tri của cái ông ô Daniel sau cái trong đầu năm 1954 thì nó đã hiện thực trong cái ngày 13 tháng 3, là quân của tướng cùng Việt Minh Cộng sản, lúc ấy còn gọi là Việt Minh chứ chưa gọi là Cộng sản được, mới tràn xuống đánh chiếm hai cứ điểm của Điện Biên Phủ. Và đến ngày 5 tháng 4 thì người Mỹ, ông đại sứ Mỹ ở ông Dillon ở Bali đã có một cái công điện khẩn gửi về cho chính phủ ở Washington của Tổng thống Eisenhower, và đưa đến những cái nhận định rất là bi quan và yêu cầu người Mỹ phải có một cái sự can thiệp. Nếu người Mỹ không mang can thiệp thì chắc chắn rằng Điện Biên Phủ sẽ tan tụ. Và thưa, đó là cái ngày 5 tháng 4. Thì thưa cô Kim Nhung, thưa quý vị khán giả,
không hiểu sao lịch sử có luôn luôn có sự trùng hợp. Nếu ngày 10 tháng 3 năm 1975 thì quân đoàn Tây Nguyên, đó là theo cái cách gọi của Cộng sản, mở đầu chiến dịch 275 đánh vào Ba Mê Thuộc để 50 ngày sau là toàn chiếm miền Nam. Thì cái ngày 13 tháng 3 năm 1953, năm 1954 là tràng xuống, bắt đầu cái ngày đầu tiên đánh xuống các cái cứ điểm của Điện Biên Phủ, Thanh Thứ. Và qua đến ngày 7 tháng 5, thì là sau ngày 30 tháng 4 75 của chúng ta một tuần, thì cái cứ điểm Điện Biên Phủ thất thủ. Vì cứ điểm Điện Biên Phủ thất thủ cho nên mới có Hiệp định Paris, mới có cái Hiệp định Paris ký ngày 20 tháng 7 năm 4, có Hiệp định Paris ký ngày 20 tháng 7 năm 4, mới có tất cả những cái bi kịch của 68, của 72 và của 75 mà chúng ta đang nói chuyện đây. Thành thử thưa có kinh nghiệm thưa quý vị, chúng ta bắt đầu câu chuyện của tháng 4 với một cái thời điểm mà không thể nào quên đối với người lính cũng như đối với người dân. Chúng ta chỉ biết đến tháng 4 1975, nhưng có một tháng 4 cũng bi thảm không kém, đó là thiên tháng 4 của 1954, mở đầu cho cái tiền đề của cái bi kịch Việt Nam sau này. Ông có thể cụ thể về cái bi kịch chính trị quân sự mà người Pháp đã phải gánh chịu trong năm 1954 thưa với ông? Chúng tôi là người lính, thành thử phải có nhiệm vụ đọc, tìm hiểu trong suốt mấy chục năm qua cái trận chiến về Điện Biên Phủ. Từ những ngày còn rất trẻ, còn những ngày mới qua tuổi 20, nhưng đã thấy ra cái bi kịch của người Pháp. Tại vì sao? Như tôi lặp lại là cái chiến dịch Điện Biên Phủ, phải nói một cách rộng rãi hơn là từ 1952, khi năm 1951 khi ông Đà Lạt đi về Pháp và thay thế bằng tướng Nava, thì người Pháp đang tính đến một cái chiến lược mới với người mới. Người mới chính là ông tướng Nava. Trong tướng Nava, ông có những cái ông muốn lấy lại cái thế chủ động trên chiến trường Đông Dương. Thế bây giờ đứng về mặt chiến trường phía Bắc thì ông cần lập cái cứ điểm, ba cứ điểm ở Lai Châu, ở Na Sàng, ở Điện Biên Phủ để làm gì? Để chặn cái đường của tiến quân của Việt Minh đi qua Lào, vì lúc ấy Lào, Việt Nam và Miên đều nằm trong Liên Hiệp Pháp. Thành thử bây giờ muốn chặn cái đường mà tiến quân của Cộng sản từ Việt Nam đi qua Lào thì chặn bằng nút nào? Thì chặn cái nút Điện Biên Phủ, chứ ở Lai Châu. Thế bây giờ đây là một sự bàn cãi, nên chiếm đóng Điện Biên Phủ hay không? Thì sau nhiều tính toán thì ngày cuối cùng quyết định là ông tướng Nava đề cử ông tướng Cô Nhi quay về vùng Tây Bắc của Bắc Việt và sử dụng 3.000 lính nhảy dù của những cái đơn vị nhảy dù tinh nhuệ nhất của quân đoàn viện chinh Pháp ở Đông Dương, gồm có tiểu đoàn 6 nhảy dù, tiểu đoàn 1 nhảy dù, tiểu đoàn 3 nhảy dù. Đó là những cái tiểu đoàn hậu tiền thân của các tiểu đoàn nhảy dù của Việt Nam sau này, nhất là tiểu đoàn 6 nhảy dù do ông thiếu tá Bí Ga làm tiểu đoàn trưởng, mà sau này ông là tổng tư lệnh quân đội Pháp và là tổng tư lệnh quốc phòng quân đội Pháp, một người đi từ hàng binh mà lên đến cấp đại tướng, thì biết rằng cái tiểu đoàn 6 nhảy dù đó nó kiệt lực như thế nào. Thế bây giờ trở lại chuyện Điện Biên Phủ, là ngày 20 tháng 11 1953 dùng 3.000 lính nhảy dù nhảy xuống để chiếm điểm Điện Biên Phủ. Thì ông Nava này đề cử ra một ông tướng là ông đường tướng De Castri, chuyên về thiết giáp. Và ông De Castri bảo rằng sẽ là chiến thắng ở trên mặt trận Điện Biên Phủ này vào lễ ngày Cato Juge, tức là ngày 14 tháng 7 năm 1954 là ngày quốc khánh của Pháp. Nhưng tôi trở lại, cái bi kịch nó khởi đầu là ngày 13 tháng 3. Tướng Giáp đã huy động đến hai sư đoàn nặng và tràn xuống đánh sau một dàn 105 và 75 sơn pháo bắn thẳng xuống ở trong cái lòng chảo Điện Biên Phủ. Xin mở một đơn, đây là một cái yếu tố cần phải nói rõ, là tại vì người Pháp bảo rằng không làm sao mà đưa pháo 105 và đại pháo lên ở trên các đỉnh núi xung quanh Điện Biên Phủ đó. Cho nên khi cái ngày 13 tháng 3, người Pháp bắt đầu chứng hưởng ra là súng 105 ao xuống và bắn 100, đó là súng đắm phần cầu, nhưng bây giờ người ta bắn từ trên
cao điểm, các cái cao điểm xung quanh Điện Biên Phủ, và người ta bắn thẳng xuống, và người Pháp không thể nào mà tiên liệu đến một cái tình trạng đó. Và tình trạng đó đưa đến một cái kết quả bi thảm. Thứ đầu tiên là ông thiếu tá Pirot, là ông chỉ huy trưởng pháo binh ở trong cứ điểm Biên Phủ, đó là một thiếu tá bị thương cụt tay nhưng rất can trường. Ông đã tự tử sau cái trận đánh đầu tiên ngày 13 tháng 3. Và khi không khống chế được các cái cao điểm mà để cho pháo binh của Việt Minh bắn thẳng xuống, thì người Pháp đã thấy rằng đây là một sự hấp hối, một sự khởi đầu của một sự thua. Và người Mỹ đã thấy thua, cho nên mới có một cái công điện khẩn từ đại sứ Mỹ ở Ba Lê gửi về Hoàng Tịnh Đốn, bảo rằng nếu người Mỹ không can thiệp thì Điện Biên Phủ sẽ thua. Điện Biên Phủ đã thua thì hội nghị Geneva sẽ thua. Hội nghị Geneva sẽ thua thì tình trạng Đông Dương cũng sẽ suy sụp theo một cái hệ thống dây chuyền. Vâng, Kim Nhung xin phép nhà văn Phạm Nhật Nam để chúng ta vào vài thông tin thương mại. Kim Nhung xin cảm ơn quý vị cùng tiếp tục đang theo dõi chương trình được Kim Nhung Show ngày hôm nay, chương trình đặc biệt 30 tháng 4. Chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại. Kính mời quý vị cùng trở lại tiếp tục theo dõi chương trình được Kim Nhung Show hôm nay, chương trình đặc biệt 30 tháng 4 với nhà văn Phan Nhật Nam. Từ với nhà văn Phan Nhật Nam, khi mà ông trình bày đó thì Kim Nhung thấy là tại sao Tổng thống Eisenhower, ông đã có kinh nghiệm về cái cuộc chiến tranh với Triều Tiên, và cụ thể hơn đó là ông đã là tổng tư lệnh của quân đội đồng minh trong cuộc đổ bộ Normandy năm 1944 để giải phóng châu Âu. Vậy thì tại sao ông không có thực hiện một cái vấn đề tiếp cứu mặt trận Điện Biên Phủ? Và có thể là trước khi trả lời câu hỏi này thì ông có thể để có một cái dấu mốc để chính xác về vấn đề can thiệp hay không của Hoa Kỳ, thì ông có thể nhắc lại cái tình hình nguy ngập của Điện Biên Phủ trước khi thất thủ, thưa ông? Thì như thưa cô Kim Nhung, thưa quý khán thính giả, cái tình hình thất thủ Điện Biên Phủ nó cũng giống như tình hình của miền Nam của tháng 3, tháng 4, không có kém gì hết. Nhưng mà nó ở đây nó chỉ là hạn chế hơn là ở trong một cái mặt trận, ở trong một cái chiến trường. Thì cô vừa hỏi là tại sao mà ông Tổng thống Eisenhower không đi đến một cái quyết định. Thì thật ra ông tướng Eisenhower khi ông vừa lên cầm quyền thì ông đã có cái ý niệm đó, vì ông là một nhà quân sự. Ông đã lấy cái kinh nghiệm từ ở chiến tranh Triều Tiên năm 50-53, ông đã lấy cái kinh nghiệm của Trung Cộng xâm chiếm Tây Tạng năm 1950, và ông là một viên tướng đã đổ bộ lên chỉ huy đồng minh đổ bộ lên Normandy vào ngày 6 tháng 6 1944. Ông đứng về mặt quân sự biết rất rõ. Tuy nhiên ông còn có nhiều điều kiện, mà những điều kiện như thế nào thì tôi sẽ trình bày câu hỏi tiếp, mà cuối cùng ông không thực hiện được. Nhưng mà tôi bây giờ xin trở lại cái công điện khẩn ngày 5 tháng 4 1954 từ đại sứ Dillon của Mỹ, từ Paris, từ Ba Lê gửi về cho Hoa Tịnh Đốn. Thì ông Dillon có nhắc đến hai chuyện rất là quan trọng. Chuyện thứ nhất là ông đã có cái bằng chứng là quân Trung Cộng có mặt ở Điện Biên Phủ. Mà như chúng ta đã đề cập, mà chương trình của ông Nguyễn Xuân Nghĩa tuần trước cũng đề cập, là do Lã Quý Ba, là do Vi Quốc Thanh, là do Tổng đoàn Cố vấn Lã Quý Ba và Vi Quốc Thanh nhận lệnh trực tiếp từ Tổng tham mưu điều hành mặt trận Điện Biên Phủ, chứ không phải ông Võ Nguyên Giáp và ông phải ở Hồ Chí Minh. Đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai, cái bức điện khẩn cũng nhắc lại một cái sự cam kết, thật ra một sự hứa hẹn của ông tham mưu trưởng Liên Quân, tức là ông Đô Đốc Radford. Ông này có hứa với ông tướng Ely của Pháp, Tổng tham mưu trưởng của Pháp, là nếu Điện Biên Phủ mà có bị nguy cập thì ông ta sẽ xin với chính phủ Mỹ là sẽ giúp một cách rất, và đưa đến cái kế hoạch thứ nhất là dùng đến 300 cái khu trục cơ, cái chiến đấu cơ bay từ các hạm đội ở ngoài khơi vịnh Bắc Bộ để mở một đơn. Đấy, tàu Mỹ đã có mặt ở vịnh Bắc Việt từ những cái năm 50, chứ không phải đến bây giờ của trong vấn đề về Biển Đông. Thứ hai là sau cái chỉ trong 2 ngày các cái 300 phi cơ mà chiến đấu đó đánh vòng ngoài vòng trong rồi, thì dùng sau đó sẽ dùng các pháo đài bay, các cái oanh tạc cơ hạng nặng B-29 bay từ Phi Lục Tân và Okinawa, sau đánh tất cả những cái cứ điểm hậu cần xung quanh Điện Biên Phủ và xa hơn.
đó là cái kế hoạch mà ông tham mưu trưởng Radford, ông đô đốc tham mưu trưởng của Mỹ Radford đã nói cùng với ông Ely. Và chính vì ông Ely, ông biết ông được có lời hứa hẹn đó, ông mới nói qua với lại bên chính phủ Pháp, mới thực hiện cái chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng mà đến cuối cùng thì ông Tổng thống Eisenhower, tuy rằng ông đã tiếp cận đến cái ý định để thực hiện cái việc giải cứu Điện Biên Phủ bằng một cái chiến dịch gọi là chiến dịch vô tua, tức là quân chim kênh kênh, nhưng mà do cuộc đến cuối cùng không thực hiện. Thì như tôi vừa trả lời với cô, thì ngày 13 tháng 3 là ông Võ Nguyên Giáp vừa theo kế hoạch của Vi Quốc Thanh và Lại Quý Ba tàng quân Việt Minh xuống, thì ngày 7 tháng 5 thì thất thủ, thì 13 tháng 3 đến 7 tháng 5 chưa đầy một tháng, thì còn ngắn hơn của 55 ngày của Việt Nam nữa. Thành thứ đó là do người Mỹ đã không thực hiện, chính phủ Mỹ qua Tổng thống Eisenhower đã không thực hiện được cái kế hoạch cung chim kênh kênh vô tua để mà cứu Điện Biên Phủ như đã hứa. Theo ông trình bày đó thì cứ như nghĩ là đại sứ Dillon, tham mưu trưởng liên quân và đô đốc Radford và kể cả cá nhân của Tổng thống Eisenhower cũng đã rất là muốn giúp cho Pháp, nhưng mà cái lý do tại sao nó không thành, thưa ông? Thì bây giờ đến bây giờ thì trong tài liệu thì chỉ cho biết những cái về những cái lý do mà rõ ràng được giải mật, nhưng còn những cái lý do sâu xa hơn thì chúng ta không thể nào biết được. Thì lý do thứ nhất, lúc ấy Tổng thống Eisenhower rất cần sự đồng thuận của nước Anh, vì nước Anh lúc ấy là nước đồng chủ tịch của hội nghị Geneva. Nước Anh và Trung Cộng có hai đồng chủ tịch hội nghị Geneva. Hội nghị Geneva khai diễn chính thức là ngày 26 tháng 4. Lúc đó là bắt đầu mới bàn về chuyện Đông Dương thôi, bàn về chuyện Triều Tiên, chứ chưa đến bàn về chuyện Đông Dương. Mãi đến ngày 8 tháng 5 là sau ngày Điện Biên Phủ thất thủ thì khi ấy mới bàn đến chuyện Đông Dương, bàn về chuyện Việt Nam. Thì bây giờ nước Anh đang đồng chủ tịch với lại với Trung Cộng. Và bây giờ một vị đồng chủ tịch lại đồng ý để cho nước Mỹ đem quân can thiệp đánh vào Điện Biên Phủ thì không được, đứng về mặt ngoại giao không được. Cho nên Tổng thống Eisenhower đã thúc giục với ông Churchill đã cố làm sao để lấy cái sự đồng thuận của nước Anh để mà mở chiến dịch vô tua để cứu Điện Biên Phủ. Đó là chuyện thứ nhất, không thành. Chuyện thứ hai, thì khi mà nếu muốn giải cứu Điện Biên Phủ, tức là nước Mỹ tham chiến ở Đông Dương, thì phải sử dụng đến lục quân. Mà lục quân thì ông tướng Ridgway là một ông tướng rất giỏi, là tham mưu trưởng lục quân cho ông Điện. Ông vì ông này từ 1954, đầu năm 54 ông mới nói nếu muốn tham chiến ở Đông Dương thì phải có ít nhất từ nửa triệu đến một triệu lính. Vâng, ông đã thấy được cái tình hình của chiến tranh Việt Nam vào những năm 60-70, và cũng phải xây cầu xây cống và xây tất cả cái hạ tầng cơ sở để mà chuyển quân, như chúng ta đã thấy sau này ở miền Nam, ở Cam Ranh, ở Chu Lai, ở Long Bình, trong nói như vậy. Và mỗi tháng phải động viên 100.000 người để có lính bộ binh đưa qua chiến trường Đông Dương. Cho nên ông ta không chịu. Vì ông ta không chịu với trên những cái chứng liệu rất cụ thể, mà chứng liệu rất cụ thể đó sau này được lặp lại với chiến tranh Việt Nam trong những thập niên 60 và 70. Cho nên ông ta không chịu. Rốt cuộc vì hai yếu tố chính trị, không có được sự đồng thuận của nước Anh, yếu tố quân sự, không có sự đồng thuận của tham mưu trưởng lục quân tướng Ridgway, cho nên Tổng thống Eisenhower không có thực hiện được cái chiến dịch vô tua để mà cứu viện Điện Biên Phủ. Vâng, còn rất là nhiều điều Kim Nhung cũng cần đặt đến, nhưng mà chúng ta không có thời gian. Vậy thì ông có thể kết luận cái bi kịch tháng 4. Dạ vâng, thưa cô Kim Nhung, không phải là chúng ta cứ ngồi đây để nói chuyện lịch sử, nhưng mà rõ ràng nếu ai bình tâm và khách quan thì thấy rõ ràng tháng 4 1954 sao thì tháng 4 1975 như vậy. Ông Tổng thống Nixon có hứa hẹn với ông Tổng thống Thiệu như thế nào mà chắc chắn trong lòng ông Tổng thống Nixon, ông đem cả cái sinh mạng chính trị của ông và cái uy tín Tổng thống Mỹ, ông hứa với lại ông Tổng thống Thiệu. Chiến đấu ở Việt Nam, tự do của Việt Nam là một cái thành quả chính trị, một sinh mạng chính trị của tôi, những cái lời đó không phải là lời giải dối được. Thì cũng giống như ông Tổng thống Eisenhower rất muốn giúp nước Pháp,
cũng giống như ông đại sứ đi lên cũng rất muốn giúp nước Pháp, cũng giống như các ông đại sứ Bắc Kinh cũng muốn giúp ông tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, và ngay cả ông tướng Reagan, ông đã tới Nha Trang trong những cái ngày cuối như tháng 3 để gặp tướng Phú, để gặp ông Thiệu, thì những cái điều đó không phải là giải dối được. Tuy nhiên, lại chính trị nước Mỹ vào năm 1954 kia còn không tham chiến ở Việt Nam được, thì gọi làm sao sau Hiệp định Ba Lê của 27 tháng Giêng 73 mà có thể tham chiến lại Việt Nam. Thành tử thưa cô Kim Dung, thưa quý khán giả, lịch sử rất là oai oăm, rất là khắc nghiệt, chuyên lặp lại, nhưng lại lặp lại những cái điều đau đớn, những điều khắc nghiệt mà các cái nước như tiểu như nước Việt Nam của chúng ta, ba nước Đông Dương là những cái nạn nhân đầu tiên và là cuối cùng của, mà chắc chắn không phải là nạn nhân cuối cùng của các cái sự giang xếp của các cường quốc. Mà điển hình ở Hiệp định Paris là có nước Mỹ, ở bên Hiệp định Geneva vào 54 có hai đồng chủ tịch là Trung Cộng và nước Anh. Mà vì vậy nước Mỹ người ta không có ký vào ở trong cái Hiệp định Geneva vào 1954. Vâng, đúng như là cái lời mà Kim Nhung đã có trong phần giới thiệu đầu, đó là Việt Nam đây là một cái nơi mà để trao đổi định đặt từ trung tâm quyền lực. Thì chúng ta không than vãn và không than trách ai, nhưng rõ ràng đó là những tư tưởng của lịch sử mà thôi. Vâng, Kim Nhung xin cảm ơn ông rất là nhiều và hẹn gặp lại ông vào thứ ba tuần tới cũng vào cùng giờ. Vâng, cảm ơn cô Kim Nhung, xin kính chào quý khán giả. Kim Nhung xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình The Kim Nhung Show hôm nay, chương trình đặc biệt về 30 tháng 4. Chúng tôi sẽ trở lại với quý vị vào thứ ba tuần tới. Xin kính chào. Chương trình The Kim Nhung Show được đặc biệt. Thưa quý vị, trở lại phần tin tức trong ngày hôm nay, bản tin tiếp theo, Diệp Quyên xin phép được gửi đến quý vị phần chi tiết sau đây. Bản tin từ Việt Nam cho hay về việc Sài Gòn trận dịch tốt hơn là Hà Nội. Thưa quý vị, trong khi số trẻ tử vong vì bệnh sởi vẫn tiếp tục tăng vọt tại Hà Nội, Bệnh viện Nhi đồng 1 và 2 tại Sài Gòn được nhìn nhận là đơn vị có kinh nghiệm ngăn dịch, đáng được các địa phương khác học hỏi kinh nghiệm. Vào ngày 19 tháng 4 năm 2014 vừa qua, bà Đặng Thị Kim Huyên, người đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 tại Sài Gòn cho hay, bệnh viện tìm cách hạn chế các ca nhập viện vì sởi là do siêu vi gây ra, chỉ cần được săn sóc để nâng cao về thể trạng, giúp vượt qua căn bệnh. Theo bà, chỉ khi nào bệnh trở nặng thì mới cần thiết để cho bệnh nhân nhập viện, thì khi mà nhập viện sớm, khi mà bệnh tình chưa nặng sẽ dễ bị lây nhiễm thêm nhiều chứng bệnh khác. Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng đã thiết lập một khu vực cách ly bệnh nhi đã bị bệnh sởi, áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng ngừa về sự lây nhiễm tối đa, không chỉ cho các bệnh nhi khác mà cả cho cả người nhà của bệnh nhân. Cũng theo lời của bà Kim Huyên thì việc lời theo dõi chứng và việc biến chứng sởi được áp dụng rất là nghiêm ngặt. Bà nói rằng ca sởi nào vừa bị nghiêm phim phổi thì lập tức được cho sử dụng máy thở ngay, và máy thở hết sức cần thiết cũng như là hiệu quả khi trẻ mới bị viêm phổi nhẹ. Chờ tới lúc biến chứng nặng thì mới cho dùng máy trợ thở, thì chỉ có rớt là không cứu được em mà thôi. Giáo dục phổ thông Việt Nam bị chê phá sản. Thưa quý vị, một hội nghị bàn tròn trên mạng để bàn về chương trình giáo dục phổ thông và bộ sách giáo khoa được lưu hành tại các trường học ở Việt Nam gần 40 năm nay đã thu thập được nhiều ý kiến đồng tình cho rằng nền giáo dục và bộ sách giáo khoa được sử dụng tại Việt Nam đã phá sản. Báo mạng Việt Nam Net dẫn lời ông Bùi Trần Hiếu của trường đại học New South Wales nói rằng chương trình giáo dục phổ thông 12 năm và bộ sách giáo khoa đang được sử dụng tại Việt Nam hiện nay không trang bị cho người đi học năng lực và kỹ thuật, tư duy phản biện, sáng tạo đổi mới, cũng như là hợp tác và giao tiếp. Ông Bùi Trần Hiếu cho rằng học sinh Việt Nam có thể không thua kém học sinh các nước phát triển, đặc biệt là trong môn toán và một số môn khoa học tự nhiên. Thế nhưng về năng lực thì học sinh Việt Nam thua xa với học sinh trung học của các quốc gia trong vùng. Một số ý kiến khác của các chuyên viên giáo dục cho rằng học sinh Việt Nam ít thực hành. Còn theo giáo sư Ngô Bảo Châu, học sinh Việt Nam cần phải học cách tôn trọng, biết lắng nghe những ý kiến khác với ý kiến của mình, mà nhiều khi phải lật lại toàn bộ những gì mình đã nghĩ. Bản tin sau đây cho hay Việt Nam gia hạn thời gian giữ quốc tịch thêm 5 năm nữa. Theo lời của báo Người Lao Động,
Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng đã thuận theo đề nghị của Bộ Tư pháp gia hạn thời gian ghi danh giữ quốc tịch của người Việt hải ngoại thêm 5 năm nữa. Như vậy thì hạn chót để cho người Việt Nam ở hải ngoại ghi danh giữ quốc tịch Việt Nam sẽ là ngày 1 tháng 7 năm 2019 thay vì 1 tháng 7 năm 2014, tức là còn hơn 2 tháng nữa. Báo Người Lao Động dẫn phúc trình của Cục Quốc tịch, Hộ tịch thuộc Bộ Tư pháp Cộng sản Việt Nam nói rằng chỉ mới có 6.000 người Việt Nam ở hải ngoại ghi danh giữ quốc tịch tính cho tới nay, trong tổng số người Việt hải ngoại là 4.5 triệu người, và phần lớn là ở Pháp, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Đại Lợi. Phúc trình này cũng đã thừa nhận rằng người Việt Nam vẫn còn giữ quốc tịch Việt Nam là vì chưa được nhập quốc tịch của nước sở tại. Còn theo dư luận của người Việt hải ngoại thì việc ghi danh giữ quốc tịch Việt Nam không mang lại lợi ích, khiến cho hầu hết không màng đến việc xin giữ quốc tịch Việt Nam. Người Campuchia vượt biên giới sang Tây Ninh để mua muối. Tin của báo Một Thế Giới cho hay trung bình mỗi ngày có hàng trăm người dân Campuchia sang tỉnh Tây Ninh của Việt Nam mua muối. Báo này nói rằng trước đây thì người dân Campuchia phải đến tận chợ Sài Gòn để mua muối với số lượng lớn. Tuy nhiên, nay thì họ chỉ cần bước qua bên kia biên giới đến mua muối tại các quán nằm dọc theo quốc lộ. Chỉ trên một đoạn đường khoảng 3 cây số, có đến 40 địa điểm bán muối nằm dọc theo hai bên quốc lộ. Muối được bọc kín trong những bao nhỏ có trọng lượng khoảng 1 ký hoặc là 2 ký, giá bán là 15.000 đồng tương đương với 75 cent một ký. Một số người dân Campuchia cho biết là muối của Campuchia không đủ đáp ứng nhu cầu, giá cao lại không ngon bằng muối của Việt Nam. Các chủ quán bán muối thì cho biết đã mua muối của thương lái Việt Nam từ các vùng như là Cần Giờ, Sài Gòn, Gò Công của tỉnh Tiền Giang, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Một chủ quán khác cũng cho biết thêm là khách Campuchia mua một lúc khoảng 50 ký, mang về nước bán lại cho người chung quanh để kiếm lời. Muối là mặt hàng thường xuyên khan hiếm tại Campuchia vì đường biển của họ không nhiều, lại hay mưa. Và sau đây là một phóng sự từ Việt Nam. Kính thưa quý vị, vì kiệt quệ tài chính, chính quyền Hội An đã tận thu tiền khách đến thăm, làm cho du khách quốc tế rất tức giận và phản ứng khắp nơi trên các hệ thống du lịch. Thưa quý vị, hầu như bất cứ ai khi mà nhận được tin tức rằng chính quyền Cộng sản tại Hội An quyết định thu tiền vào thăm khu phố cổ Hội An cũng đều ngạc nhiên và bất bình. Rõ ràng là sự kiệt quệ về tài chính của chính quyền địa phương đã dẫn tới chuyện vơ vét mọi thứ, kể cả điều bất hợp lý nhất. Hội An là một thành phố cổ thuộc Quảng Nam, Đà Nẵng, đó là khu dân cư còn giữ lại được những nét xưa. Mọi thứ được bảo tồn do chính sách sống của người dân ở đây, cũng như là do cách biệt với bên ngoài. Sự hình thành và giữ gìn cho đến nay hoàn toàn thuộc về người dân, chứ nhà nước Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ làm gì kể từ năm 1975 cho tới nay. Nhờ vào sự độc đáo này mà du khách trong và ngoài nước đến thích thú khi ghé thăm. Mới đây, vì do quá cùng quẫn về tiền bạc, chính quyền địa phương quyết định ngăn hai đầu con đường vào khu phố cổ và quyết định là ai vào đây cũng đều phải nộp tiền cho chính quyền. Người vào phố cổ Hội An phải nộp 60 kim và kể cả người Việt Nam ở trong nước cũng vậy. Thậm chí sống cách đó 100 mét khi đi qua khu phố cổ cũng phải nộp tiền. Có nhiều du khách đã tỏ ra tức giận và cho biết là sẽ tìm những điểm du lịch khác thân thiện hơn. Một người có tên là Timmy Rush từ Thái Lan cho hay rằng thông tin này nghe có vẻ như là một trò đùa, thật đáng buồn cho những người phụ trách về du lịch Việt Nam. Dường như tiền là mối quan tâm duy nhất của họ. Thu phí gấp đôi đối với du khách nước ngoài vào các khu nhà cổ còn chưa đủ, giờ thì họ lại còn thu phí ngay khi mà vào khu phố cổ. Có nhiều nơi đẹp hơn và hiếu khách hơn nhiều. Còn một du khách khác, người Anh có trên trang TripAdvisor trên một diễn đàn về du lịch thì có uy tín, anh cho biết rằng giá cả đắt hơn nhiều so với giá vé 1 euro một ngày để vào tham quan là một thành phố như Rome, Italia. Họ đang nghĩ gì về Hội An? Tôi mong các du khách sẽ tẩy chay Hội An trước khi mà biết được rõ khoản tiền chi phí này sẽ được dùng để làm gì. Thưa quý vị, còn một người nhà đầu tư người Mỹ thì cho biết rằng Việt Nam vốn là một trong những nước thu phí visa cao nhất tại châu Á và bây giờ thì lại thu phí cả việc vào một khu phố cổ. Quyết định thiếu suy nghĩ này chắc chắn sẽ làm giảm số du khách tại phố cổ này và gây thiệt hại cho các nhà hàng, quán bar và có nhiều loại hình kinh doanh du lịch khác. Ngay sau khi quyết định vơ vét này của chính quyền Hội An, khắp nơi đã vắng ngắt. Một Việt Kiều từ Úc về trước đây đã từng sống tại Hội An nói với thông tấn viên SBTN tại miền Trung rằng ngay cả khi mà yêu quê hương về thăm lại nơi sinh ra của mình, người ta cũng phải trả tiền cho chế độ Cộng sản Việt Nam về điều đó.
Và thưa quý vị, sau đây là phóng sự từ Nam California. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình tổ chức lễ thượng kỳ và khánh thành bức tường đen tại khu Lido Sài Gòn vào cuối tuần vừa qua. Cộng đồng người Việt quốc gia tại Nam Cali, xin mời quý vị cùng theo dõi. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào trưa thứ Bảy 19 tháng 4 2014, tại sân cỏ trên đường Bonsa đối diện thương xá Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster, miền Nam Cali, trong chuỗi sinh hoạt tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4, đã có buổi lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên nhiều đường phố trong khu Little Sài Gòn và khánh thành bức tường đen với những hình ảnh ghi lại tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1954 cho đến nay và những sinh hoạt đấu tranh của người Việt từ quốc nội ra đến quốc ngoại. Do cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali, Liên hội cựu chiến sĩ cùng phối hợp với nhiều đoàn thể tổ chức. Với sự hiện diện của các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo, các vị dân cử tiểu bang, thành phố, các vị đại diện hội đoàn, đoàn thể đồng hương cùng giới truyền thông báo chí. Sau nghi thức chào cờ khai mạc và phút mặc niệm do ông Đinh Quang Trật phụ trách được cử hành một cách trang trọng là phần ngỏ lời của ông Trần Vệ, trưởng ban tổ chức. Cùng trong ngày tháng này, cách đây 39 năm, Cộng sản Bắc Việt là chúa quân cường chiếm miền Nam Việt Nam. Bất kể hiệp định đình chiến mà chúng đã ký kết với đồng minh, còn dân ta vì không thể sống chung với Cộng sản nên là vượt biên, vượt biển ra đi để đi tìm tự do. Có còn lại vì chúng bắt đi tù đầy trong các trại tập trung, vì chúng đàn áp nhiều bao gian khổ. Sau đó chúng ta cùng được Hoa Kỳ và các nước bạn cho định cư. Chúng ta ra đi không chút tài sản phòng thân, nhưng trong lòng mọi người để ấp ủ một lý tưởng tự do. Đó là biểu tượng lá cờ vàng và rọc đỏ. Sau nghi lễ thượng kỳ và phát biểu của các dân biểu, thượng nghị sĩ và nghị viên thành phố là phát biểu của nghị viên Chris Fran, thành phố Garden Grove. Chris muốn nói đó là Chris rất hân hạnh tới đây, chứ không phải đại diện thành phố mà cá nhân, nhưng mà để đại diện tất cả mấy em trẻ để xin cảm ơn quý cô chú là cho chúng cháu được 39 năm, 40 năm cái cơ hội để biết cái tự do làm sao. Và Chris biết đó là hồi lúc mà Chris cầm cái cờ vàng ba sọc đỏ hồi nãy, cái hồn của tất cả mà mấy người đã hy sinh, đã rất là cực khổ, đã đưa cái máu, cái thân và tất cả cái gì mà ta có để cho chúng ta được ngày hôm nay. Kính thưa quý khán giả, buổi lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa và khánh thành bức tường đen tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 đã kết thúc sau những phát biểu của ban tổ chức, của giới trẻ và những khách tham dự. Và trước khi kết thúc, ban tổ chức đã mời gọi đồng hương hãy tham dự lễ quốc hận lần thứ 39 sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều thứ Bảy, 26 tháng 4 2014 tại tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, miền Nam Cali. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Thưa quý vị, theo kết quả khảo sát của trang web speedtest.net, tốc độ truy cập Internet của Việt Nam được xếp hạng thứ 47 trong tổng số 185 quốc gia toàn cầu. Báo Thanh Niên dẫn trang mạng này nói rằng Internet của Việt Nam đạt mức là 13.1 megabit per second, tức là thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của thế giới đó là 17.5 megabit per second. Dẫu vậy, so với khu vực Đông Nam Á, tốc độ truy cập Internet của Việt Nam đứng hàng thứ 3 chỉ sau có Singapore và Thái Lan. Tính riêng tại khu vực Đông Nam Á, bảng xếp hạng này là Philippines. Từ mức này, đếm lên là Lào, Indonesia, Brunei, Myanmar, Malaysia và Cambodia. Cũng theo báo Thanh Niên, thì kết quả của khảo sát trên cho thấy hạ tầng của Internet các quốc gia đang phát triển thuộc khu vực Đông Nam Á cần được cải thiện rất nhiều. Đây cũng là thị trường nóng bỏng mà các đại công ty Internet của thế giới nhắm đến và đang trông chờ cơ hội đầu tư hoạt động, cung cấp dịch vụ mạng. Chỉ có thể bằng giá rẻ và tốc độ nhanh, nhà cung cấp mạng Internet mới có nhiều hy vọng làm tăng thêm số lượng người sử dụng Internet tại khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, thì du khách ngoại quốc bất mãn vì phải mua vé để vào phố cổ Hội An. Theo như báo mạng VTC News, quy định thu tiền vào thăm phố cổ Hội An đã bùng lên một làn sóng phản đối từ phía du khách ngoại quốc. Đây là quy định mới nhất của chính quyền thành phố Đà Nẵng, buộc mỗi du khách đến viếng thăm phố cổ Hội An phải nộp lộ phí 120.000 đồng, tương đương với 6 Mỹ Kim. Một du khách có tên là Tim Ritz từ Thái Lan cho biết, hình như chỉ có tiền là mối quan tâm duy nhất của chính quyền địa phương. Mỗi một du khách vào các khu nhà cổ lâu nay đã phải đóng lệ phí, hiện nay lại buộc đóng tiền mới được đi vào khu vực phố cổ. Theo du khách này, quả là một việc lạ lùng.
Một du khách khác cũng cho biết gia đình của ông gồm có 4 người, lưu lại Hội An trong vòng một tuần lễ, phải đi vào khu vực phố cổ Hội An tổng cộng 10 lần, xem như sẽ phải tốn đến 240 Mỹ Kim là quá đắt. Kính thưa quý vị, một số du khách châu Âu cũng cho biết là sẽ tẩy chay Hội An mà không cần biết số tiền lệ phí sẽ được sử dụng vào việc gì. Trong khi đó, theo như báo mạng Một Thế Giới, người đứng đầu thành phố Hội An là ông Nguyễn Sự cho hay sẽ mở một cuộc họp khẩn cấp ngày 25 tháng 4 này để gấp rút chấn chỉnh lệch thu thuế thu lệ phí du khách ghé thăm phố cổ Hội An. Ông Nguyễn Sự thừa nhận rằng có rất nhiều du khách cũng như là các công ty du lịch đã bày tỏ sự bất bình trước quy định nêu trên. Nạn nhân tai nạn giao thông tại Trung Lương bị hôi của. Thưa quý vị, dư luận của tỉnh Tiền Giang đang xôn xao trước tin các nạn nhân vừa tai nạn giao thông xảy ra tại đường cao tốc Sài Gòn và Trung Lương đã bị kẻ gian hôi của. Tai nạn thảm khốc này xảy ra vào hôm 16 tháng 4 năm 2014, làm cho 7 người thiệt mạng và 6 người còn lại bị thương nặng. Tin của báo mạng VTC News nói rằng người nhà của nạn nhân không chỉ đau đớn vì mất mát người thân mà còn căm phẫn vì một số người thừa cơ đã lột hết tư trang của nạn nhân, kể cả những người đã chết ngay tại nơi xảy ra tai nạn. VTC News dẫn lời người nhà của ông Trần Thanh Phong, 35 tuổi, quê tại Bến Tre, khẳng định rằng kẻ gian đã lột mất sợi dây chuyền vàng của ông trị giá 26 triệu đồng, tương đương với 1.300 Mỹ Kim đang đeo trên cổ. Thưa quý vị, ông Trần Thanh Phong là tài xế chiếc xe chở khách Thảo Châu, chết liền ngay tại chỗ. Bà Lê Thị Hồng Châu, cư dân tại tỉnh Tiền Giang, và người con trai lên 10 tuổi chết trong tai nạn này cũng bị lột sạch tư trang, kể cả tiền mặt đựng trong ví khoảng 20 triệu đồng, tương đương với khoảng 1.000 Mỹ Kim. Có thể nói là tình trạng của xảy ra tại nhiều nơi thời gian qua. Ở Đồng Nai, đến vụ hôi bắp, hôi nhãn vào hôm 8 tháng 2, 2014 tại tỉnh Quảng Bình. Riêng các vụ hôi của người xấu số trong các vụ tai nạn thì thường xuyên xảy ra, không còn là một vấn đề lạ. Tin về việc bác sĩ Nguyễn Đan Quế được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, người tù lương tâm, nhà tranh đấu dân chủ tại Việt Nam suốt 2 thập niên vừa qua, đang sống tại Sài Gòn, vừa được đề nghị đưa vào danh sách đề cử giải Nobel Hòa Bình cho năm 2014. Đây là đề nghị của các nhà lập pháp Hoa Kỳ, Canada, cùng với một số tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Theo như tờ Viễn Đông Daily News phát hành tại Nam California, hai vị dân biểu Hoa Kỳ là Gerald E. Connolly và James P. Moran đã cùng đề cử bác sĩ Nguyễn Đan Quế vào danh sách nhận giải Nobel Hòa Bình vì những đóng góp xứng đáng của ông trong phong trào vận động hòa bình toàn cầu. Nghị sĩ Ngô Thanh Hải của Canada cũng đã gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Nobel Hòa Bình đề nghị trao tặng giải Nobel Hòa Bình cho bác sĩ Nguyễn Đan Quế. Theo các nhà lập pháp nêu trên, bác sĩ Nguyễn Đan Quế là một nhân vật tranh đấu bền bỉ cho mục tiêu đòi hỏi hòa bình, công lý, dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Thưa quý vị, báo Viễn Đông cũng cho hay là bác sĩ Nguyễn Đan Quế cũng đã được Ủy ban Nhân quyền và các Hàn Lâm Viện Hoa Kỳ và Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đề cử cho giải nhân quyền Quán Chu của Nam Hàn. Thưa vị, giải này từng đã được trao tặng cho bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập tại Myanmar vào năm 2004. Ba người Việt bán vàng giả bị bắt tại Thái Lan. Thưa quý vị, bản tin cho biết là ba người Việt Nam vừa bị cảnh sát Thái Lan bắt hồi cuối tuần vừa qua về tội bán nữ trang làm bằng vàng giả cho một chủ tiệm vàng ở quận Muang. Cả ba người này tên là Nguyễn Văn Mạnh, 27 tuổi, Nguyễn Hữu Hòa, 37 tuổi và Huỳnh Ngọc Thanh, 40 tuổi. Cả ba công dân Việt Nam này đều nói được tiếng Thái, đã đến tiệm vàng để hỏi bán dây chuyền vàng với giá rẻ bằng một nửa so với giá thị trường. Nguồn tin được tờ báo Viễn Đông trích dẫn nói rằng người chủ tiệm vàng không chịu mua số dây chuyền vàng đó và bí mật báo tin cho cảnh sát biết để đuổi bắt họ. Tất cả đang bị cảnh sát tạm giam để điều tra. Ba người này khai đã bán một số dây chuyền vàng giả trót lọt đến 2 lần cho 2 tiệm vàng ở khu vực này, bỏ túi 12.000 Mỹ Kim bằng một thủ đoạn tương tự. Cuộc điều tra của cảnh sát Thái Lan nói rằng ba người đàn ông này đã đưa một số dây chuyền bằng vàng thật cho chủ tiệm vàng xem, cùng với hóa đơn chứng nhận đã mua vàng tại Việt Nam. Sau khi ngã giá xong xuôi, họ khéo léo tráo dây chuyền vàng thật và để lại dây chuyền vàng giả mà chủ tiệm vàng không hề hay biết. Cũng theo báo Viễn Đông, trong khi bị bắt bị thẩm vấn, cả ba người đề nghị đưa tiền hối lộ cho cảnh sát Thái Lan để được thả ra. Cảnh sát Thái cho hay cả ba người đàn ông này sẽ bị truy tố về tội bán vàng giả và cả tội hối lộ. Và sau đây là phóng sự cộng đồng. Ra mắt bút ký sau cơn binh lửa của song vũ Ngô Văn Xuân nói về ngày 30 tháng 4 năm 1975, một biến cố đau thương trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Phóng viên Nghe Lữ đã gửi về bản tường trình sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SVTN,
lúc 12 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2014, cựu tù nhân chính trị Bắc Cali buổi ra mắt sách Sau cơn binh lửa của tác giả Sông Vũ Ngô Văn Xuân đã thu hút đông đảo khách tham dự. Thực tình nhân mà nói, cái cuốn sách mà Sau cơn binh lửa của tôi á, là một cái ghi chép tất cả những cái trải nghiệm của tôi trong suốt thời gian hơn 50 năm, từ cái lúc vào trường cho đến lúc mà ra trường, rồi hoạt động, rồi thì bị tù cộng sản, rồi sau đó đi ra nước ngoài. Nhằm một cái chủ ý mà theo tôi nghĩ đó là mặc dù chúng ta đã buông súng, nhưng mà cái mặt trận mà chúng ta vẫn tiếp tục chiến đấu là cái mặt trận còn lại sau khi đã buông súng rồi, và cái nguy cơ của đất nước của chúng ta đang chìm dần vào trong cái vòng kiểm tỏa của Trung Quốc, thậm chí có thể bị bắt thuộc một lần thứ tư không chừng, thì đó, cái điều đó làm cho chúng ta, những cái người cựu quân nhân đã từng cầm súng chống lại cái chủ nghĩa cộng sản tàn ác á, phải ý thức rõ ràng rằng chúng ta vẫn tiếp tục phải chiến đấu để mà chúng ta gìn giữ đất nước cũng như là bảo vệ dân tộc chúng ta sẽ được thực hiện. Mà đây là những lời nói tiếng lòng của một người lính cùng trang lứa với chúng tôi, người thanh niên trong thời chiến trường Cao Nguyên, chiến trường ở tại Ba Mươi Thuộc, chiến trường ở Pleiku, trung trường ở Công Trung, mà chắc chắn trong mấy chiến trường đó, sư đoàn 23 và anh Ngô Văn Xuân và trung đoàn 44 đã hào hùng và cho biết rằng là sau cơn binh lửa thì cái người chiến binh Việt Nam Cộng Hòa vẫn đứng vững, vẫn ngang nhiên và vẫn gửi cái tâm tình đến để cho cái thế mai sau. Không bao giờ chúng ta quên được, và chúng ta hứa rằng trong tương lai sẽ lấy lại được cái danh dự của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng đấu tranh với đồng bào trong nước để mà xây dựng một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ. Tốt nghiệp khóa 17 trường Chuẩn bị Quốc gia Việt Nam, đi từ một thiếu úy trung đội trưởng lên đến trung tá, trung đoàn trưởng, trung đoàn 44, sư đoàn 23 bộ binh, trải qua 10 năm tù khổ sai của Cộng sản Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 1975, suốt chiều dài binh lửa. Sau cơn binh lửa là tác phẩm đầu tay của tác giả, và tác giả đã tâm tình. Những điều làm tôi suy ngẫm là ý nghĩa về cuộc đời của chính mình, thế hệ của chúng tôi, qua những việc đã làm, những đau thương đã trải, thực sự là gì hoặc chẳng là gì hết. Vào tháng Tư Đen, sau cơn binh lửa nói về đời lính, người lính Việt Nam Cộng Hòa càng mang một ý nghĩa đặc biệt. Chúng ta đã góp phần máu, góp phần xương, góp phần với tất cả mang sống để bảo vệ một cái phần đất đã bị mất mà người lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn gì hơn chính là mạng sống của mình với những người vợ lính và những đứa con. Nghe lời tường trình từ CNC, chúng tôi xin trả lại với là ông trung đoàn trưởng. Hôm Chủ nhật vừa qua, cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng người Việt trong vùng đại đô thị Toronto với những blogger đến từ Việt Nam đã được diễn ra do Voice Canada, Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment điều hợp và tổ chức. Mời quý vị theo dõi. Cuộc gặp gỡ giữa cộng đồng người Việt trong vùng đại đô thị Toronto với những blogger đến từ Việt Nam đã được diễn ra tại trụ sở Hội Người Việt Toronto số 3585 đường Kill thuộc thành phố North York vào lúc 2 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 13 tháng 4 năm 2014 do Voice Canada, Vietnamese Overseas Initiative for Conscience Empowerment điều hợp và tổ chức. Sau đó, ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Voice Canada ngỏ lời chào mừng, cảm ơn quan khách và giới thiệu đến những cử tọa, những thành viên trong phái đoàn. Thay mặt cho Voice Canada, tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý anh, chị em, quý cô bác, đồng hương đã có mặt trong buổi sáng hôm nay. Thưa tất cả quý anh chị, quý anh, quý đồng hương là thế này, là cái cuộc chiến đấu để mà giành lại tự do thật sự cho quê hương của chúng ta, nó đang trải qua nhiều cái chuyển biến khá bất ngờ. Và nếu quý vị theo dõi trên hệ thống truyền thông quốc tế cũng như trong nước và ngoài nước thì quý vị đã hiểu. Đặc biệt là năm vừa rồi thì Việt Nam đã mỉa mai hay là họ đã được đắc cử vào trong một cái hội đồng gọi là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Kể từ đó đã dấy lên rất nhiều những cái
những cái suy nghĩ về cái tương lai của Việt Nam, đặc biệt trong cái lĩnh vực tự do, nhân quyền và dân chủ ở trong nước. Và nó cũng dẫn đến rất nhiều những chuyển biến mới trên các mặt trận đấu tranh cho dân chủ, dân quyền ở trong nước. Và một trong những chuyển biến đó là cái sự xuất hiện của rất nhiều những cá nhân và những tổ chức dân sự đã bước ra ngoài ánh sáng và can đảm đối diện với lại cường quyền để cất lên tiếng nói của mình. Tôi không dám làm mất nhiều thời giờ hơn để xin giới thiệu đến tất cả quý vị dự tòa hôm nay những người bạn trẻ, những nhà hoạt động đã có mặt trong cái trong suốt cái quy trình, cái quá trình mà kiểm điểm phổ quát định kỳ Liên Hợp Quốc và lời mang tên là UPR lần thứ 18 ở Geneva. Những người bạn trẻ đã vượt qua rất nhiều trở ngại cá nhân cũng như những áp lực của chính quyền để có mặt tại bên thềm hội nghị, và sau đó họ đã đi khá nhiều nơi trên thế giới tiếp tục cái chương trình hậu UPR, tức là tiếp tục những cuộc vận động quốc tế để mà thúc ép họ khiến cho chính quyền Hà Nội sẽ phải trả lời vào tháng 6 này về những 227 khuyến nghị của các nước. Sau đó, các bloggers Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long và Nguyễn Anh Tuấn đã bày sơ lược về tình hình tranh đấu cho nhân quyền trong nước, sự hình thành các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam và những hoạt động cũng như thành quả trong những chuyến đi vận động ngoại giao tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu và đặc biệt là tại Thương viện Canada vừa qua của phái đoàn. Phần của trình hội chỉ xin thưa là giống như anh Tuấn thưa với quý vị. Đây chỉ là một phần trong toàn bộ cái chuyến đi vận động quốc tế đã được khoảng một năm rồi, bắt đầu từ tháng 6 năm 2013 khi mà các nhóm dân sự cùng với Voice viết một bản báo cáo chính thức lên cho Liên Hiệp Quốc, nó gọi là Joint Submission to the OHCHR, là sự văn phòng Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Đến tháng 11 thì Voice, đại diện của Voice đến Geneva để tham dự một cái phiên họp gọi là pre-session, mà hôm đó có đại diện của chính phủ Việt Nam đến. Đây là lần đầu tiên mà những tiếng nói độc lập từ trong nước ra nước ngoài và được đối chất trực tiếp bằng với lại chính phủ Việt Nam. Sau đó thì đến một chuyến đi bao gồm rất nhiều người, cao điểm là vào đúng ngày 5 tháng 2 năm 2014 ở ngay tại Geneva, khi mà Việt Nam phải ra để điều trần về vấn đề nhân quyền. Xin nói thêm về vấn đề UPR một chút. UPR là viết tắt của chữ Universal Periodic Review, mỗi 4 năm rưỡi mới có một lần, và mình coi như cái này là Olympics về Human Rights vậy. Thì cái cao điểm là vào ngày 5 tháng 2, lúc đó cả phái đoàn đi tới 11 người. Thật sự có khi đó thì chỉ 4-5 người đi qua Mỹ. Trong đó có mẹ của luật sư Lê Quốc Quân, mẹ của Đinh Nguyên Kha và Đinh Nhật Huy là cô Liên, và ba của anh Trần Huỳnh Duy Thức là bác Huỳnh. Hiện giờ anh Thức vẫn bị trong tù 16 năm. Chuyến đi đi từ Washington DC, đi qua bên New York, sau đó đi qua bên Brussels là thủ đô của Belgium, nơi mà nghị viện châu Âu có mặt ở đó. Thì lúc đó thì có ba đứa đi, sau sang bên Geneva 11 người, sau đó sang Úc và Canada là chặng đường coi như cuối cùng trước khi mà cái chương trình tôi gọi là hậu UPR, về những gì mà các anh em trong nước cũng như ngoài nước cùng Voice sẽ cố gắng thực hiện. Buổi gặp gỡ rất thân tình và không kém phần sôi nổi khi các câu hỏi của cộng đồng được luật sư Trịnh Hội và các nhà hoạt động trẻ lần lượt trả lời và nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của những người dự khán. Luật sư Long có thể cho biết là cái cảm tưởng của anh như thế nào khi mà có cái dịp đi ra ngoài này để tiếp xúc với lại đồng bào trong cộng đồng Việt Nam của mình tại hải ngoại? Dạ vâng, thì em cũng có một dịp để đi vào vài nước và gặp gỡ với cộng đồng người Việt. Thì có lẽ là một trong những điều hạnh phúc nhất khi đi ra nước ngoài không phải là cái việc mà tụi em được vào trụ sở Liên Hợp Quốc, không phải là việc mà tụi em được gặp gỡ với rất là nhiều cái quan chức ngoại giao của các nước, mà thật sự là điều hạnh phúc nhất là gặp gỡ với lại bà con ở bên nước ngoài. Thì cái điều này nó rất là ấm áp, tại vì bản thân cái vấn đề về chính trị ở Việt Nam ngay cả người trong nước cũng ít quan tâm,
Và khi mà đi ra nước ngoài ấy, thì gặp rất là nhiều người, được nghe câu chuyện của Việt Nam ở khắp mọi nơi. Mọi người nói rất nhiều về các câu chuyện về chuyển hóa dân chủ, về nhân quyền, về tình hình kinh tế của đất nước, về những cái tương lai của đất nước. Mọi người cũng kỳ vọng rất là nhiều vào một ngày không xa là mọi người có thể trở về Việt Nam, sinh sống, làm ăn bình thường như là một người dân ở cái xứ sở tự do. Điều đấy thì nó gây cho chúng em rất là nhiều các cảm xúc. Và đấy cũng là những cái tâm sự thực lòng của bọn em, là mong muốn một ngày nào đấy là chúng ta có thể gặp nhau ở Việt Nam. Chúng ta có thể tổ chức những cái buổi gặp gỡ với cộng đồng ngay tại quê hương của chúng ta. Và tất cả những cái cảm xúc đấy nó khiến cho em cảm thấy là rất là ấm áp. Mặc dù là thời tiết Canada lúc này cũng, khi mà em đáp xuống thì tuyết vẫn đang còn rơi và giờ rất là lạnh, nhưng mà cảm thấy rất là ấm áp được gặp gỡ mọi người. Và một điều nữa là em cũng rất là cảm ơn cộng đồng người Việt ở Toronto, cộng đồng người Việt ở Canada và cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới nói chung là đã giúp đỡ cho phong trào trong nước, phong trào dân chủ, phong trào nhân quyền ở trong nước rất là nhiều từ rất là nhiều năm nay rồi. Và những cái nỗ lực không mệt mỏi đấy thì chúng ta đã nhìn thấy được một vài kết quả nhất định. Đấy là những cái sự tiến bộ nhất định về nhân quyền. Không phải là cái sự tiến bộ này không phải xuất phát từ cái thiện chí của nhà nước, mà nó xuất phát từ cái sự đấu tranh của chúng ta và của những người trong nước, của những người nước ngoài, với cái sự giúp đỡ rất là lớn của một người Việt nước ngoài. Chúng ta gần đây cũng thấy là có 5 tù nhân lương tâm đã được thả dồn dập trong thời gian gần đây, mà gần đây nhất là anh Nguyễn Tiến Trung và ông Vi Đức Hồi nó mới được thả cái đây có 2 ngày. Thì đấy là những cái thông tin mà rất là vui và nó chứng tỏ là cái phong trào đấu tranh của chúng ta đã có kết quả và gặt hái được một số kết quả nhất định. Và đó chính xác là có cái sự đóng góp rất lớn của cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Và xin cảm ơn rất là nhiều cũng về điều đó. Như là những cái sinh hoạt mà đi ra ngoài để gặp gỡ cộng đồng mình, cũng như là để vận động cho cái vấn đề mà dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, thì khi mà trở về Việt Nam thì luật sư Long cũng như là các bạn của anh đó có nghĩ là sẽ bị những cái sự mà khó khăn đến từ nhà cầm quyền Việt Nam hay là không ạ? Dạ vâng, chắc chắn là sẽ gặp một vài cái khó khăn. Và tiêu biểu ấy là cái phái đoàn UPR đến Liên Hợp Quốc vừa rồi, khi mà trở về Việt Nam thì tất cả mọi người đều gặp khó khăn với chính quyền. Ví dụ như là bạn Bùi Tuấn Lâm, mà nickname là Peter Lâm Bùi trên Facebook ấy, thì bạn ấy về thì bạn ấy bị câu lưu ở sân bay 8 tiếng. An ninh sân bay đã bắt bạn ấy trong vòng 8 tiếng để tra khảo về các hoạt động của bạn ấy, ai là người tổ chức cho bạn đi, tiền bạn nhận từ đâu, ai là người mời bạn ấy đi, chẳng hạn như vậy. Và bạn ấy làm những gì, họ tra khảo vòng 8 tiếng đồng hồ. Và sau đấy thì bạn ấy bị tịch thu hộ chiếu. Bạn Đặng Văn Ngoãn, khi mà bạn là một cái Phật tử của Phật giáo Hòa Hảo, thì bạn ấy về Việt Nam thì bạn ấy không bị câu lưu ở sân bay. Thế nhưng mà ngay sau đó thì công an ở khu vực, ở địa phương liên tục gửi giấy mời đến cho bạn ấy, yêu cầu bạn ấy làm việc về các cái hoạt động của bạn ở nước ngoài. Chẳng hạn như là cô Nguyễn Thị Trâm là vợ của anh, cô Nguyễn Thị Trâm là mẹ của anh Lê Quốc Quân, là tù nhân lương tâm hiện nay. Thì khi về Việt Nam thì cô ấy bị khám xét ở sân bay một cách rất là thô bạo. Họ lột tất cả đồ đạc, tất cả quần áo của cô ấy ra để họ khám xét. Cái hành vi là một hành vi quá vô nhân đạo đối với một người đã hơn 70 tuổi. Và cái điều đấy không thể nhận nổi. Thì đó là những cái khó khăn mà những người ở nước ngoài, ở Việt Nam đi ra nước ngoài khi trở về đã gặp. Và em nghĩ là khi bọn em về nước thì cũng sẽ gặp những cái tình huống tương tự. Tất nhiên là mình không thể dự đoán được, thế nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ gặp một vài vấn đề. Ít nhất là họ sẽ cấm xuất cảnh. Thưa chị, là em có may mắn là trong 2 tháng vừa qua tham gia cùng cái phái đoàn vận động nhân quyền quốc tế đi khắp nơi thế giới, từ châu Mỹ, châu Âu đến châu Úc. Thì trong cái chuyến đi thì thường xuyên gặp gỡ cộng đồng người Việt hải ngoại. Em muốn chia sẻ một cái ấn tượng của em, một cái kỷ niệm rất là đẹp mà khi mà những cái ngày ở Geneva thấy bà con người Việt từ khắp nơi ở châu Âu lái xe những cái đoạn đường rất là xa đến dầm mưa để biểu tình, để cất lên tiếng nói thay cho người Việt ở trong nước. Thì điều đó khiến em cảm kích vô cùng. Bà con mình sống ở những quốc gia có tự do, có dân chủ, nhưng mà một lòng vẫn hướng về quê hương, vẫn lo nghĩ cho anh em ở trong nước. Thì điều đó là khiến em rất là cảm động. Đó là cảm nhận chung của em khi mà gặp gỡ cộng đồng trong cái chuyến đi UPA vừa rồi. Cái nhận xét của anh Tuấn về cái vai trò của người Việt của chúng ta tại hải ngoại đối với cái công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam như thế nào? Thưa chị, là sau chuyến đi thì em cũng biết được đó là thời gian vừa qua, một thời gian dài vừa qua, thì cộng đồng người Việt hải ngoại đã có những cái đóng góp
cả tinh thần vật chất rất là đáng quý do phong trào dân chủ, đòi dân chủ tự do nhân quyền ở trong nước. Và em nghĩ đó là trong tương lai sắp tới thì cộng đồng người Việt có thể làm nhiều hơn nữa. Một vài việc có thể làm, có thể là họ sẽ đóng vai trò cầu nối cho người Việt ở trong nước đi ra bên ngoài và nói lên tiếng nói với các cái chính phủ, các cái tổ chức quốc tế để cộng đồng quốc tế gây một cái áp lực đến chính phủ Việt Nam nhằm cải thiện nhân quyền. Thứ hai nữa đó là bởi vì những cái chuyện nhân quyền, những cái chuyện xã hội dân sự ở trong nước nó tương đối là mới mẻ, và cái phong trào, cái anh em hoạt động ở trong nước đó thì vẫn còn thiếu rất là nhiều điều, từ năng lực đến số lượng, do đó đó là rất là cần được đào tạo. Mà em biết đó là các cô chú anh chị ở bên ngoài này đều là có những cái khả năng chuyên môn rất là tốt và có thể là tham gia giúp để đào tạo cho anh chị em đấu tranh ở trong nước nâng cao thêm cái khả năng của mình. Và việc thứ ba đó thì tiếp tục có những cái hỗ trợ về tinh thần cũng như vật chất, đặc biệt là dành cho những tù nhân lương tâm và gia đình của họ để tiếp tục giữ lửa cho phong trào đấu tranh trong nước. Em nghĩ đó là ba cái vai trò mà người Việt hải ngoại có thể đóng tốt. Khi em ra bên ngoài thì chúng em, tức là em và bạn chị Hữu Long và bạn Nguyễn Anh Tuấn thường hay nhận được rất nhiều lời khen của cả bà con cô bác ở bên ngoài, ở hải ngoại, nói là bọn em dũng cảm. Thì em rất là cảm ơn, nhưng mà thành thực mà nói thì em muốn nói ngược lại một điều mà chắc là ít người nghĩ đến, đó là thực ra em thấy bà con cô bác ở hải ngoại còn dũng cảm hơn bọn em ở trong nước. Bởi vì là như bọn em ở trong nước, bọn em là có thể coi là sống trong một cái chế độ nó quá là mất tự do, cho nên cái phản ứng của bọn em nó gọi là phản ứng phản biện và chống lại, đấu tranh chống lại cái xấu, chống lại cái tiêu cực của chính quyền ấy, là một cái phản ứng nó dễ hiểu. Nhưng bà con cô bác ở nước ngoài rất là nhiều năm, và đặc biệt là những nước phát triển, ví dụ như ở phương Tây như ở Mỹ, ở Canada hay ở châu Âu, mà vẫn còn nghĩ đến đất nước, mà vẫn còn nghĩ đến một cái cuộc sống của những người dân ở những nơi nó vất vả hơn, nó khổ hơn, và vẫn đấu tranh vì anh em trong nước, thì trong một cái môi trường như vậy mà vẫn còn có tinh thần đấu tranh thì mới là cái thật sự là cái mới là gọi là dũng cảm và đáng nể. Cho nên là về cá nhân em thì em rất là kính nể, kính phục đồng bào Việt Nam ở hải ngoại. Nghề em làm báo thì lâu rồi, nhưng mà nói thật là em là người khá là bi quan. Em chỉ thực sự cảm thấy có hy vọng hơn bắt đầu từ năm 2011, khi mà cái phong trào biểu tình chống Trung Quốc bắt đầu là nở rộ ở Việt Nam với sự trợ giúp của Internet, của mạng xã hội. Và sau đấy thì em được biết là lúc em mới được biết rằng là bà con ở ngoài ngoại, cô chú, bà con, cô bác ở ngoài ngoại vẫn là giúp đỡ phong trào trong nước rất là nhiều. Tức là thông tin nó cởi mở hơn, và cái sự tương trợ, hợp tác, đoàn kết giữa người Việt trong nước và người Việt hải ngoại nó mới mạnh hơn. Thực sự từ vì cái đó cho nên là em thấy rất là hy vọng vào tương lai. Em thấy cũng trong những năm gần đây thì có cảm giác những cái diễn biến của cái quá trình dân chủ hóa trong nước nó cũng nhanh hơn. Dường như là có nhiều lúc chính quyền nó cũng nhượng bộ trước những đòi hỏi của sức ép của quốc tế và của trong nước. Em không muốn là quá lạc quan, nhưng mà em tin rằng là rõ ràng là đó là những cái biến chuyển nó theo hướng tích cực hơn, và nó là kết quả của sự đoàn kết của người Việt trong nước và người Việt hải ngoại. Dạ, tôi chào anh, là anh có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của anh khi mà anh đến đây để tham dự cái cuộc hội thảo cũng như là để gặp gỡ ba người bạn trẻ của chúng ta từ Việt Nam sang. Dạ, theo tôi thấy thì cái điều tôi thấy rất là cảm phục. Phải nói là cái hành động của họ rất là dũng cảm. Họ dám vượt qua được cái sự sợ hãi đó. Cái đoạn đó tôi rất là tâm đắc, là họ vượt qua được cái cảm giác sợ hãi để mà họ dám nói lên được tiếng nói mà có khi là hàng triệu triệu người Việt Nam khác họ cũng có cùng tiếng nói đó, họ không dám nói. Đó là cái điều tôi rất tâm đắc. Làm sao mà em biết được là ngày hôm nay có ba người blogger ở Việt Nam qua để mà có cái cuộc gặp gỡ với cộng đồng? Em rất là quan tâm về những cái chuyện gì đang xảy ra đối với cộng đồng của Việt Nam, nhất là những cái blogger và những cái hoạt động về blogging ở Việt Nam mà đang bị chính phủ chèn ép. Em nên là vì lý do đó mới biết được là hôm nay có ba người blogger tới, thì em cũng rất mừng khi gặp được họ và nghe được những cái lời nói từ phía họ. Gặp gỡ với sự tham gia của các đại diện hội đoàn, đoàn thể quốc gia, với giới truyền thông báo chí và hơn 150 đồng bào cư ngụ tại Toronto và các vùng phụ cận đã được kết thúc vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày trong bầu không khí thân mật. Trương Nhan xin kính chào quý vị khán giả của đài P10. Kính thưa quý vị, trong phòng studio hôm nay thì chúng tôi có hai vị khách quý đến từ New York.
đó là ông Nguyễn Văn Tấn, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ, và cô Tara Thu, cô là ban tổ chức của Ngày Quốc tế Văn hóa, cũng là phó chủ tịch ngoại vụ cộng đồng New York. Trường Giang xin chào cô và chào ông Tấn ạ. Chào Trường Giang và chào kính chào toàn thể vị khán thính giả chương trình ATBN Massachusetts. Xin kính chào Trường Giang và xin thân chào tất cả các khán giả của đài ATBN Boston. Kính thưa hai vị, thì Trường Giang rất là hân hạnh được ngồi đây trò chuyện với hai vị. Thì câu hỏi đầu tiên là cơ duyên gì, dịp gì mà bữa nay ông Tấn và cô Tara Thu đến với thành phố Boston hôm nay? Cô Thu trả lời đi. Năm nay cũng như mọi năm, diễn hành văn hóa quốc tế có tổ chức được cơ quan di dân thông báo vào cuối tháng 3 là sẽ có ngày diễn hành vào ngày 21 tháng 6 năm 2014. Do đó Tara Thu cũng như là chú Nguyễn Văn Tánh, đại diện cho luật sư Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tổ chức của ngày diễn hành, được cái vinh dự đến đây để mà cùng nói chuyện với Trường Giang cũng như là tất cả các khán giả của đài FBTN và thông báo về cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế năm 2014, và cũng là một cái ngày kỷ niệm 15 năm mà cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại đã được tham dự ngày diễn hành tại thành phố New York. Cảm ơn cô. Thì nói tới ông Tấn thì chúng ta cũng đã biết là ông là cựu chủ tịch cộng đồng, thì ông ta sinh hoạt với cộng đồng chúng ta rất là nhiều. Thưa ông, thì ông có thể nói qua về lịch sử của ngày quốc tế văn hóa? Thì theo Trường Giang biết thì năm nay là năm thứ 29 họ tổ chức ở New York, nhưng mà đối với cộng đồng, riêng với cộng đồng người Việt thì chúng ta đã tổ chức được, đã tham gia được bao nhiêu lâu rồi thưa ông? Thưa Trường Giang và thưa vị khán thính giả, thì vấn đề cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế là do cơ quan di dân văn hóa Liên Quốc đứng ra tổ chức từ năm 1986 cho đến mãi năm 2000 thì cộng đồng người Việt tại hải ngoại mới thực hiện được. Lý do là tại vì quý vị cũng biết là tất cả các quốc gia tham dự đó họ có tòa đại sứ tại Liên Quốc, nhưng mà riêng Việt Nam cộng đồng mình đã có tòa đại sứ đó, nhưng mà họ không thể đồng chính kiến với chúng ta, bởi vì chúng ta không thể đứng chung với họ chữ tiếng chúng ta. Bởi vậy cho nên mãi cho đến lần thứ 15 thì cơ quan di dân văn hóa Liên Quốc họ mới mời cộng đồng người Việt mời chúng ta tham dự. Và quý vị cũng biết là năm 2000 chúng ta với đầu tiên, lần đầu tiên mặc dù tham dự với chủ đề là Hai Bờ Trưng Khởi Nghĩa, chúng ta người Việt được 3 cái giải nhất. Vậy nói tới vấn đề chủ đề thì năm nay, năm 2014, chủ đề của cái cuộc diễn hành năm nay là gì thưa ông? Trường Giang và kính thưa toàn thể vị khán thính giả, thì chủ đề năm nay đó thì có một số tân hào nhân sĩ đề nghị lại là cái chủ đề Vua Quang Trung, Đại Thắng Quân Thanh, và một số nữa thì đề nghị là Trần Bình Trọng, thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương nước Bắc, và một số rất là đông thì đề chủ đề là Hoàng Sa và Trường Sa. Sau khi chúng tôi tham khảo, ban tổ chức đã tham khảo tất cả những cái chung và khắp mọi nơi đó, thì lấy cái quyết định chung đa số là về Hoàng Sa và Trường Sa, nói lên cái ý nghĩa và cái quân xâm lược phương Bắc họ đã chiếm đất và lẫn giành đất biển của chúng ta, nước biển của chúng ta. Bởi vậy cái mặt trận Trường Sa, Hoàng Sa năm 1974 để nói lên kỷ niệm 40 năm ngày mà chúng ta mất Hoàng Sa và Trường Sa, thì để đánh dấu cái vấn đề đó, cho nên tất cả lấy cái chủ đề là Hoàng Sa và Trường Sa, năm nay chúng tôi quyết liệt sẽ làm thực hiện những cái xe hoa cũng như là những cái chủ đề cho nó phù hợp với cái cái kỷ niệm 40 năm ngày mất Hoàng Sa đó. Thưa rất, rất là thú vị, tại vì năm vừa rồi Trường Giang có tới thì chúng ta có chủ đề là Lý Thường Kiệt, thì cũng là chúng ta trở về chống giặc Tàu. Thưa ông, thì tổ chức của cuộc diễn hành đã đi tới đâu rồi? Thưa là chị, thưa là Thu có thể nói thêm về cái phần về phương diện tổ chức của ngày diễn hành 2014. Ban tổ chức có một buổi họp vào cuối tháng 3 và chúng tôi đã ra mắt tâm thư đến tất cả các đồng hương để quý vị có thể là dành thời gian ngày 21 tháng 6 đến tham dự diễn hành cùng tất cả các đồng hương trên toàn thế giới tại New York, hay là quý vị có thể ủng hộ cho ngày diễn hành để chúng tôi có được một số tài chính để có thể làm việc được thêm tốt đẹp cho cái ngày diễn hành 2014. Và xin chú Thánh bổ túc thêm. Kính thưa Trường Giang cũng như vị khán giả biết là một cái tổ chức diễn hành như vậy nó rất là du khê, và năm nay chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn về nhân sự cũng như vấn đề tài chính, nhưng mà chúng tôi năm nào cũng phải khổ sở để vượt qua những khó khăn đó. Thì chúng tôi cũng đã thực hiện về vấn đề lo cờ xí biểu ngữ, những cái băng rôn, những tất cả những cái chi tiết về vấn đề dụng cụ âm thanh, cũng như là tất cả những cái một số những cái dữ kiện về vấn đề cho
với cái chủ đề. Yeah. Thì chúng tôi cũng thứ nhất là nhân sự, tài vấn đề tài chính nữa. Yeah. Thì chúng tôi đang sắp sửa đây đó, thì tôi ngày mốt tức là ngày thứ tư tức là ngày 16 tây tôi phải đi New Auckland và một số các tiểu bang ở cái miền tây để vận động vấn đề tài chính, và tôi đi cả Nam Bắc Cali. Thì khi Nam Cali thì có luật sư Phong đi qua Nam Cali phối hợp với tôi để thực hiện, và Bắc Cali thì có cô Tara Thu bay từ ở đây đến Bắc Cali để thực hiện cái chương trình vận động về vấn đề tài chính. Thì cho tới ngày hôm nay thì chúng ta đã có bao nhiêu cộng đồng, coi như là mình đã đưa ra tin tức cho bao nhiêu cộng đồng, và bao nhiêu cộng đồng đã có ý định là tham gia trong cái ngày quốc tế văn hóa, thưa ông? Thưa Trường Giang và thưa vị khán thính giả, thì vị cũng biết là cái chủ lực của chúng ta hiện tại năm nay đó là gồm có Maine, New Hampshire và Massachusetts, cũng như Connecticut, New York, New Jersey, Philly, Pennsylvania và DC, Maryland, Virginia và Georgia, như Florida, đó là những chủ lực mà họ có thể đi xe được. Còn ở những cái nơi xa đó, chẳng hạn như là Texas, Nam Cali, Bắc Cali, New Orleans, Oklahoma và North Carolina, South Carolina, cũng như là một số các tiểu bang ở Missouri, Alabama, thì phải nói là vân vân, thì một số đó họ cũng đang dự định để mà tham khảo. Thì năm nay đó thì chúng tôi muốn mở rộng hơn, muốn mời một số các cộng đồng Âu Châu, mình Úc Châu, Canada để mà trở về, để mà phối hợp, để mà thực hiện cái cuộc diễn hành văn hóa để đại diện cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó, thưa 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 cô Thu. Là trở lại với vấn đề tài chính, thì có những kế hoạch nào trong vài tháng sắp tới để chúng ta có thể có thêm tài chính để cho ủng hộ cho cái cuộc diễn hành này, thưa cô? Theo mỗi năm á, thì là tài chính chúng ta cần từ ít nhất là 30.000 cho tới 40.000 để hoàn thành cái chương trình diễn hành được thành công tốt đẹp. Năm nay thì chúng tôi đã gửi tâm thư đến tất cả các quý vị đã ủng hộ, Mạnh Thường Quân đã ủng hộ, cũng như là các cộng đồng, kêu gọi các cộng đồng có thể là giúp cho chúng tôi có một số tiền tương đối để chúng tôi có thể hoạt động và làm cho ngày diễn hành được thành công. Ngoài ra, với phương tiện truyền thanh báo chí thì cũng như là chú Nguyễn Minh Tấn đã nói cùng với em là chúng tôi cố gắng, tuy rằng phải gón ghép cái thời gian làm việc của mình, bỏ công bỏ sức bay qua những cái tiểu bang mà có những cái cơ quan truyền thông báo chí, cũng như đi xuống Boston hay đi qua Philly hay Washington DC, nhờ vào cái hệ thống truyền thanh của quý vị mà chúng tôi có thể thông báo cùng đồng hương về cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế năm nay. Ngoài ra, chúng tôi có nhờ một số bạn trẻ tại New York có thể là truyền tải lên trên mạng Facebook, và tương lai là chúng tôi sẽ bỏ vào Twitter để cho tất cả các bạn trẻ hãy đến và ủng hộ, cũng như là cùng chung sức với chúng tôi gìn giữ cái ngày diễn hành văn hóa quốc tế này tại thành phố New York. Một điểm rất là hay là cô Tara Thu vừa nhắc tới, đó là giới trẻ của chúng ta, tại đây là ngày quốc tế văn hóa, thì để duy trì cái văn hóa của Việt Nam chúng ta thì chúng ta cần có những giới trẻ rất đông để có tham gia. Thì ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề làm sao để chúng ta có thể kêu gọi nhiều giới trẻ đến để tham dự. Thưa Trường Giang cũng như vị khách khán giả, đây là một điều vô tư và những cái điều mà cái nỗi băn khoăn của tôi suốt mấy năm qua. Phải nói là tôi rất là buồn khi vất vả suốt mấy tháng trường để thực hiện cái văn hóa quốc tế mà. Nhưng mà về cái giới trẻ, tôi thấy rằng rất là thiếu sót, bởi vì rất quá ít. Bởi vậy tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả các bạn trẻ, nam hay nữ, dồn nỗ lực đó. Chúng tôi chuẩn bị và kêu gọi thành lập một cái ban tổ chức ở khắp mọi nơi, nhất là các giới trẻ đứng ra để làm chủ động để thực hiện cái chương trình diễn hành văn hóa quốc tế. Tại vì sao? Tại vì đây là cái ngày truyền thống văn hóa của dân tộc, bảo tồn và gìn giữ cộng đồng thế giới. Dù 100 năm, 1000 năm sau, chúng ta vẫn người Việt ở tại hay ngoài này, chúng ta vẫn phải duy trì và phát huy cái truyền thống đó. Bởi vậy tôi muốn cái giới trẻ phải đứng ra để đảm nhận cái vai trò để thực hiện. Thì sang năm tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho quý vị mãi mãi, mà mong rằng các giới trẻ ở khắp mọi nơi hưởng ứng cái lời kêu gọi này để thực hiện cái việc mà duy trì cái nền văn hóa của dân tộc chúng ta trước cộng đồng thế giới. Cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, đây là một cuộc diễn hành chúng ta phải nói là trong một thành phố có một không hai trên toàn thế giới, đó là thành phố New York. Thì không phải là một cái ai cũng có thể xin và đi được dễ dàng, nhưng mà người Việt chúng ta thì đã đi diễn hành trong suốt 14 năm qua. Thì thưa ông có thể cho biết thêm về cuộc diễn hành này, tức là có bao nhiêu sắc tộc cũng như là những cái quốc gia khác để tham gia trong cuộc diễn hành?
Gia quý vị khán giả, thì hồi trước năm bắt đầu từ năm 2000 đó đến năm 2010 đó, thì phải nói là hàng năm có từ 7-80 quốc gia, khi 50 quốc gia, 40 quốc gia tham dự. Trong lúc đó có Trung Cộng, rồi có Đài Loan, có rất là nhiều. Nhưng mà sau này đó họ tranh tụng với nhau, họ thấy là cái đoàn của Việt Nam lúc nào đi cũng nổi bật, thứ nhất là đông, thứ hai là cái sự cái màu sắc rực rỡ và những cái ảnh hưởng tất cả những một số đó, thành ra các quốc gia khác họ họ đóng cần thiết, tại vì thực sự cái Việt Nam mình phải cần phô diễn cái nét văn hóa rồi, còn phải có những cái vấn đề mà cái lá cờ chính nghĩa quốc gia nữa. Bởi vậy ở các dân khác từ từ họ có sự xung đột giữa, quý vị cũng biết là giữa Đài Loan với Trung Cộng là rất là hai cái nước mà họ xung đột rất là nặng, nó ảnh hưởng đến một số các quốc gia. Bởi vậy thì năm nay đó chúng tôi như cô Tra Thu vừa rồi đi họp thì chỉ có mới một số quốc gia tham dự mà thôi, thành ra đến khi gần đến khoảng chừng cuối tháng 5 đó thì chúng tôi thì ban tổ chức cơ quan di dân họ mới tổng kết được số quốc gia. Nhưng mà mấy năm thì 70-80 quốc gia tham dự được gian nhỉ. Thưa cô, theo Thu thì trở lại vấn đề tài chính, thì cô có thể chia sẻ thêm về cái những cái thu hoạch mà mình có được cho tài chính cho năm nay thưa cô. Thưa Trường Giang, thì như Thu đã nói là cái vấn đề làm diễn hành là chúng ta phải có tài chính thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái chương trình thật là hoàn hảo. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang chờ các quý vị mạnh thường quân mỗi năm vẫn thường gửi về tiền để mà ủng hộ cho chúng tôi vào giữa tháng 4. Hiện nay thì chúng tôi còn đang nhận được rất là ít ỏi. Do đó một lần nữa để kêu gọi tới tất cả các quý anh, quý chị, các bậc trưởng thượng, các chủ tịch cộng đồng, tất cả các quý vị nếu mà có cái lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta, có thương về cái ngày diễn hành để mà phô trương cái nền văn hóa dân tộc của chúng ta, xin quý vị hãy ủng hộ cho chúng tôi, xin quý vị hãy gửi gấp về chi phí về địa chỉ là 1809 Paulding Avenue, New York, New York 10462. Ngoài ra chúng tôi có thể là quý vị có thể liên lạc với ban tổ chức ông Nguyễn Văn Tấn tại số điện thoại 917-214-6455, tại 347-545-2882. Quý vị có thể gọi vào số điện thoại của chúng tôi sẽ thông báo những cái chi tiết cần thiết mà quý vị muốn biết thêm. Một lần nữa xin chân thành kêu gọi quý vị đã ủng hộ cho chúng tôi 14 năm nay và năm nay là năm thứ 15 để kỷ niệm mà cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta có thể bước chân trên một cái thành phố lớn, chúng ta có thể phô trương cái lá cờ vàng của chúng ta cũng như là những cái áo dài Việt Nam chúng ta, để cho con em chúng ta lớn lên ở hải ngoại có thể biết được rằng đây là dân tộc Việt Nam, đây là cái văn hóa truyền thống của người Việt chúng ta là như thế nào. Thưa ông, thì có rất là nhiều người từ tiểu bang khác nhau để tới, thì họ phải chuẩn bị như thế nào để có thể tới trong cái giờ giấc cũng như là địa điểm để làm sao họ có thể tới đó đúng giờ, cũng như là tại vì rất là đông người, tại Trường Giang đi Trường Giang rất là biết rất là đông người, thì ông có thể chia sẻ location, địa điểm, địa chỉ và cũng như là số điện thoại khi cần liên lạc với ban tổ chức không? Dạ, thì đó số liên lạc vừa rồi cô Tài Thu có nói, thì tôi cũng nói đây là cái vinh dự chung của người Việt tại hải ngoại, chứ không phải của New York hay là của Hoa Kỳ, mà đây là vinh dự chung của tất cả người Việt tại hải ngoại chúng ta. Bởi vậy chúng ta phải nỗ lực để thực hiện cái vấn đề này. Cho nên hàng năm đó, như Trường Giang hỏi đó, thì chúng tôi thưa là cái việc mà năm nay sẽ được tập trung 11 giờ sáng là địa điểm Sixth Avenue, số 6 giữa đại lộ 42 và 41. Thì chúng tôi sẽ thông báo một ngày gần đây, tại vì sau khi mà cơ quan nhân dân chính thức công bố, nhưng mà cái địa điểm nó chắc chắn 90% rồi, nhưng mà chúng tôi muốn xác minh lại cho nó rõ ràng, thì chúng tôi sẽ thông báo trên Internet và sẽ gửi thư đến khắp các cộng đoàn, các hội đoàn và các đoàn thể sẽ thông báo trong cái cuối tháng 5 để chúng ta nắm vững cái tình hình để chúng ta đi tới giờ nhắc cho nó đúng. Thưa Trường Giang và thưa quý vị. Trường Giang xin chân thành cảm ơn ông cựu chủ tịch và cũng như là cô Thế Là Thư đã cho Trường Giang có cơ hội trò chuyện hôm nay. Cảm ơn Trường Giang và cảm ơn đài STBN, cũng như là rất là trân trọng kính chào toàn thể vị khán giả đang lắng nghe chương trình của Trường Giang. Xin cảm ơn Trường Giang cũng như là đài STBN đã cho Thao Thu cũng như là chú Nguyễn Văn Tánh có một cái điều kiện vinh dự lên đây để mà thông báo cùng các đồng hương về ngày diễn hành, và xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn tiếp tục giữ băng tần của SPTN.
Trước khi tiếp tục chương trình, chúng tôi xin trả lời một số thư khán giả gửi về. Xin mời anh Đỗ Dũng. Vâng, trước hết chúng tôi ngày hôm qua có nhận được thư của khán giả Nguyễn Thế Viên ở Seattle nói về có một số ý kiến liên quan đến chuyện cô dâu Việt Nam Hàn. Xin cảm ơn khán giả này, khi nào có dịp chúng tôi sẽ đề cập đến cái đề tài này, bởi vì đây cũng là cái đề tài mà nó cũng khá là phức tạp. Thứ hai nữa là hôm nay chúng tôi nhận được thư của khán giả Duy Thảo San Jose. Xin anh cho vài lời bình luận chi tiết về việc chính phủ Việt Nam đã quá vội vàng trao trả cho Trung Quốc 11 người Uyghur xâm nhập vào Việt Nam qua cửa khẩu biên giới mà không qua bất cứ một cuộc điều tra nào, dù phía Việt Nam hai công an cửa khẩu bị thiệt mạng. Thì sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, nó có thêm một số chi tiết liên quan đến vụ này khá là lý thú, chúng tôi cũng đang định đưa lên thì may quá khán giả Thùy Duy Thảo hỏi, thì chắc xin mời Mai Phi Long cũng là trình bày quý vị coi một số hình ảnh mới, quý vị sẽ rất ngạc nhiên sự thật chuyện nó xảy ra như thế nào. Tức là khi mà chúng ta đưa tin thì chúng ta chỉ thấy có được những hình ban đầu thôi, nó rất là xa xa cái cầu đó thôi, chúng ta không thấy rõ chi tiết. Bây giờ nó có những hình chi tiết hơn. Thưa quý vị, cái chuyện này nó hơi bùng nổ vào ngày hôm qua, nhưng mà trước đây vài ngày thì trong cái chương trình mà phóng sự của đài SPTN chúng tôi cũng có đề cập cái việc này. Lúc đó đề cập chỉ là những cái nghi vấn mà thôi. Ngày hôm qua thì chúng tôi nhận một cái bài viết của một phóng viên ở tại New York, nhưng mà lại là người Trung Quốc, tên là Rose Tang. Cô này là một trong những người mà bị đàn áp trong vụ Thiên An Môn rồi chạy trốn qua Hoa Kỳ và tung ra một số hình ảnh, và những cái hình ảnh đó ngày hôm nay coi như là bị mất trên trang mạng của cô, nhưng lại xuất hiện trên các báo của Việt Nam. Trên mảnh quý vị nhìn, trước khi mà đi vào cái chuyện này, chúng ta cũng tóm tắt lại một số chuyện. Vâng. Vào tuần trước, trên chương trình này chúng tôi cũng đã đưa đến quý vị cái bản tin là có khoảng chừng hơn 17 người Trung Quốc. Trên bài báo viết là người Trung Quốc vào ngay cái khu vực cái cửa đi vào cửa khẩu Bắc Phong Sinh, thì là họ, trong khi họ bị giữ lại để mà xét giấy tờ, thì họ đã cướp súng của bộ đội biên phòng Việt Nam và bẻ gãy cái chân bàn để mà tấn công bộ đội biên phòng Việt Nam và làm bắn chết hai người. Và cái khẩu AK đó có 5 viên đạn. Đó là trên báo chí của Việt Nam đưa tin. Thì bây giờ có một số cái hình ảnh bắt đầu được như là lộ ra ngoài. Và trên những hình ảnh này người ta thấy có một cái chuyện gì đó nó không đúng như những gì mà báo Việt Nam tường thuật. Xin anh Thân có thể trở lại cái hình mà đưa tất cả cái nhóm người ra ngoài phía cửa, ngay trước cái cửa. Đây, thưa quý vị. Đây là cái cảnh mà phải nói rằng đây là vùng đất Việt Nam. Cái trạm này là có thể bước qua cái trạm bên trong, quý vị có thể biết rằng ok, đây là vùng đất Việt Nam. Thì bên phía Trung Quốc qua mà nhận những cái người mà đang đi đào thoát này, thưa quý vị, thì chúng ta thấy rằng họ không phải là người Trung Quốc bình thường như chúng ta nghĩ. Họ là những người Uyghur, là những người gọi là chúng ta Duy Ngô Nhĩ, là cái những người Hồi giáo sống ở khu vực Tân Cương. Thì chúng ta thấy về phía bộ đội Cộng sản Việt Nam không có người nào đeo vũ khí, không có vũ khí. Bên phía Trung Quốc thì chúng ta thấy rằng là cái người mà mặc áo rành ri ngay cái góc bên tay trái đang cầm máy quay phim, thì chúng ta thấy đây là phía Trung Quốc, thì rõ ràng có cái chữ tàu ngay trên nón. Và đây, xin quý vị dừng cái hình ảnh này. Đây là họ chụp hình thấy một người phía Trung Quốc mà cầm súng coi như là chuẩn bị là 55. Và một cái xác của một cái người Duy Ngô Nhĩ bị bắn nằm ở đó. Và chúng ta thấy bên đầu mé bên kia có một cái chân bạc. Coi như họ tự vệ. Thì vấn đề được đặt ra ở những cái hình ảnh mà quý vị đi kế tiếp sẽ thấy thế này. Tại sao trên vùng đất Việt Nam mà lính Trung Quốc qua bên đây mà lại đeo súng? Trong khi đó các bộ đội biên phòng Cộng sản Việt Nam thì không có đeo súng ngay cái khu vực này. Và hiện tại bây giờ có một số nguồn tin mà bình luận trong cái chuyện này ở trong nước, thì là đặt cái nghi vấn rằng là khi mà những người này mà họ qua bên biên giới Việt Nam thì phía Việt Nam giữ lại chưa biết xử trí ra sao, vì họ gọi qua bên Trung Quốc. Thì cái chuyện mà tấn công thì lại là không phải là phía Việt Nam tấn công những người này, mà chính các lực lượng phía bên Trung Quốc tấn công những người này. Và ngay cả cái chuyện hai người mà bên phía Việt Nam báo là hai người bộ đội Việt Nam mà biên phòng bị thiệt mạng là do đạn của Trung Quốc, không phải là do phía
phản ứng. Chúng ta cũng nghe trên báo rằng là những người này họ nhảy từ trên lầu 2, lầu 3 coi như họ tự sát, coi như họ tuyệt vọng. Cho nên họ không phải là những người để mà họ tìm đường gây hấn. Và trở lại cái chuyện những người Duy Ngô Nhĩ trong thời gian vừa qua họ chạy trốn, thưa quý vị, thì cho thấy rằng là một số quốc gia mà bị ảnh hưởng nhiều của Trung Quốc thì trả những người này về phía Trung Quốc, mặc dù các tổ chức nhân quyền trên thế giới chống. Thí dụ trong trường hợp của Cambodia, họ trả 20 người Trung Quốc khi mà họ trốn được tới Cambodia, thì mặc dù các tổ chức nhân quyền trên thế giới lên tiếng ngăn cản nhưng họ vẫn trao trả về Trung Quốc. Lào cũng trao trả về cho Trung Quốc. Và một cái điều một quốc gia chúng tôi cũng khá là đặc biệt, Malaysia cũng trả những người này về cho Trung Quốc, mặc dù Malaysia là quốc gia, là phải nói là quốc gia Hồi giáo. Những người Duy Ngô Nhĩ cũng là những người Hồi giáo, nhưng mà họ lại quay về, trả lại về cho Trung Quốc. Thì đây là những cái chuyện mà tình hình nó rất phức tạp ở trong khu vực này. Và đương nhiên, một trong những cái bình luận cho rằng là Trung Quốc không muốn những người Duy Ngô Nhĩ này đi ra các thế giới tự do để làm gì. Họ sợ rằng họ đem những thông tin, những sự thật mà Trung Quốc đang làm gì ở Tân Cương, làm cho Trung Quốc coi như là rất là khó ăn, khó nói trên trường quốc tế. Thì đó là những cái chuyện mà phức tạp. Và cái chuyện này liên quan đến chuyện Việt Nam. Sau cái vụ 17 người này thì lại còn thêm một vụ khác nữa, 20 người khác nữa cũng nhập vào Việt Nam, và những người này bị chặn ngay từ đầu. Vâng. Đó là cái chuyện mà liên quan đến câu hỏi của khán giả Duy Thảo ở tại San Jose. Điều là cái những gì Long nói cho thấy, thưa quý vị, tại sao các nước khác lại sợ Trung Quốc như vậy, phải trả người Duy Ngô Nhĩ, bởi vì Trung Quốc bây giờ quá mạnh. Đó là điều chúng ta không thể phủ nhận được. Và một đó là anh trả lại, với Malaysia trả có liên quan gì, biên giới xa xôi đâu có sợ tấn công đâu, mà cũng phải trả, là bởi vì sao? Nếu không thì chúng tôi cắt cái quan hệ kinh tế, và thị trường Trung Quốc quá lớn. Còn như Việt Nam, Cambodia thì nhận viện trợ của hàng năm của Trung Quốc rồi, rồi Lào, Việt Nam thì lại giáp biên giới với Trung Quốc nữa. Thành ra chúng tôi không muốn dính vào cái chuyện này. Thành ra cái chuyện mà anh Mai Việt Long nói đó là tại sao mà lính Trung Quốc lại qua biên giới Việt Nam mà đi vô nó là thoải mái thế, mang súng vô. Có thể những cái giả thuyết đưa ra, và cũng có thể cái giả thuyết là biết là họ báo Trung Quốc là Trung Quốc vô, thì những người kia họ biết là Trung Quốc vô là coi như trong tại là coi như họ hết đường rồi, thành ra là bắt đầu họ mới gọi là từ thủ chiến đấu tới cuối cùng. Thành ra cũng có thể là họ bắn hai cái ông bộ đội Việt Nam, mà cũng có thể hai bộ đội Việt Nam bị Trung Quốc bắn trong lúc mà gọi là giao tranh với nhau ở chỗ đó. Đó là những cái giả thuyết đưa ra. Và quý vị để ý cái bản tin cho thấy là sau khi cái vụ nó vừa xong một cái á, là Việt Nam giải quyết ngay, trả một cái xác này lên này, phủi tay ra xong. Bởi vì cũng muốn dính vào cái chuyện này để làm gì, bởi vì dính vào thì nó phiền vô cùng. Giờ đây như Bài Phi Long nói là các tổ chức nhân quyền trên thế giới lên án, được kêu gọi Cambodia, Lào, Malaysia, rồi thậm chí các nước khác là phải giữ nhân quyền. Mấy cái này nhân quyền gì, Trung Quốc mạnh quá. Đó là một cái thực tế chúng ta phải thấy là nó buồn vô cùng, nhưng mà đó là một thực tế của cuộc sống. Thì bây giờ khi mà nói đến chuyện này thì chúng ta thấy rằng là về cái mặt chính thức thì chắc các quốc gia họ phải làm như thế. Ngay trường hợp Malaysia, chúng tôi không hiểu là những người Duy Ngô Nhĩ này họ trốn qua Malaysia như thế nào, mà cùng là một quốc gia, cùng một họ cũng là cùng Hồi giáo, vậy nhưng mà Malaysia vẫn trao trả, mà Malaysia lại không có được lợi lộc gì về phía Trung Quốc cả. Làm sao anh biết không có lợi? Thì cho đến bây giờ người ta chưa thấy. Ít nhất là không bị hại. Cambodia và Lào thì rõ ràng là không. Là có lợi quá nhiều. Và Thái Lan bây giờ thì nói luôn cái trường hợp này thì chúng ta nói luôn là Thái Lan bây giờ cũng đang chứa 213 người Duy Ngô Nhĩ đang ở Thái Lan. Và Thái Lan ngay lúc đầu là muốn trả về cho Trung Quốc luôn, nhưng mà Hoa Kỳ phản đối kịch liệt, và bên Hoa Kỳ và Đại sứ Trung Quốc đang làm việc với Thổ Nhĩ Kỳ để đem những người này đi về Thổ Nhĩ Kỳ. Là vì sao, thưa quý vị? Những người Duy Ngô Nhĩ lại nói một cái thứ tiếng giống như người Thổ Nhĩ Kỳ đang nói. Và cái chuyện ở Tân Cương này thì nó có một cái chuyện mà về nghi án, một cái nghi án về khảo cổ, thưa quý vị. Sẵn cái việc này thì chúng ta nói chuyện này luôn. Cách đây khoảng cuối thập niên 1980 thì thế giới mới bắt đầu biết được rằng là ở tại Tân Cương đào ra một số cái di chỉ, một số cái ngôi mộ cổ, và trong những cái ngôi mộ cổ này thì là có cái niên đại khoảng chừng là 4.000 năm. Và những khi mà đào lên ở vùng Tân Cương này thì rất là ngạc nhiên, những cái bộ xương này lại là tóc đỏ, tóc là tóc đỏ và người to lớn của người Âu Châu, không phải là gốc cái người giống như ở Trung Quốc như chúng ta được biết. Và những cái người này thì đặc biệt là trong những cái khu mà họ sinh sống lại có những cái dấu vết
một cái nền văn minh cao hơn nền văn minh Trung Quốc thời gian đó. Họ đem từ Tây Phương đi qua khu vực này. Và trong thời gian mà khi đào được những cái di chỉ này, Trung Quốc giấu cái chuyện này. Vì từ xưa đến nay chúng ta được học, và Trung Quốc cũng là hãnh diện là nôi văn minh ở trong khu vực và nôi văn minh của thế giới. Nhưng mà hóa ra nếu mà xác nhận cái di chỉ này thì lại là văn minh Trung Quốc lại đem Tây Phương đem qua. Nên Trung Quốc rất là giấu cái chuyện này. Nhưng mà một ông giáo sư ở tại Philadelphia đi qua đi một cách vô tình và đến cái này chụp được, lấy một số cái mẫu ảnh về. Và lúc đó thì từ từ á, bây giờ mọi người mới đi sâu vào cái chuyện, mới thấy rằng là có những cái nhóm người từ họ cứ là thay đổi huyết thống như thế nào đó, họ lạc đến cái vùng này và họ đã ở đây. Có thể họ đem nền văn minh từ bên Tây Phương qua bên đây như thế nào đó chẳng nữa, nhưng mà chúng ta biết đây là một chuyện rất là phức tạp. Và bây giờ hậu duệ của họ là những người Duy Ngô Nhĩ đang sống ở đây. Và điều đặc biệt thưa quý vị, những người này đã nói một cái thứ tiếng giống như tiếng Tổ Nhĩ Kỳ dạ. Mà nằm tuốt ở bên bờ bên bên kia địa Trung Hải. Nên đây là một cái chuyện rất là phức tạp. Thế giới nó nhiều chuyện phức tạp lắm anh. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn lại bản đồ thế giới, chúng ta thấy nó có nhiều chuyện buồn cười lắm. Nguyên cái vùng Trung Á mà ngày xưa thuộc Liên bang Xô Viết, mấy cái nước như Cộng hòa Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan gì đó, là tan gì đó, là đều là cái loại cái giống người mà họ giống nhau, mắt híp mà họ nói cái ngôn ngữ cũng giống nhau, văn hóa giống nhau. Tại sao bây giờ họ lại thành nhiều quốc gia khác nhau? Là cũng chỉ vì điều rất đơn giản, nó các nước lớn đi chiếm nước nhỏ rồi chia họ thành nhiều nước. Rồi bây giờ là các anh cứ đánh nhau tối ngày, hay là các anh bị mất nước cứ lo đi làm chuyện đó, cuối cùng cũng làm gì được cả. Quý vị nếu mà nhìn thấy thế giới nó rất là phức tạp đó. Mà khi mà tôi cai trị một anh nào, tôi chiếm được nhà anh nào, tôi phải chia cái anh đó ra để cho cái anh đó là không thể nào đoàn kết được nữa. Đó là cái chính sách của tôi. Mà ngay cái khi sau khi mà tôi trả độc lập cho anh, anh có biên giới rồi, anh vẫn lộn xộn như thường. Và cái chuyện nó vẫn xảy ra ngày hôm nay là tình hình tại Ukraine thấy rõ. Thấy rõ, ở Crimea thấy rõ. Thì cái chuyện đó là chuyện không thể tránh khỏi. Thế giới còn nhiều chuyện lộn xộn lắm. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình SPTN ngày hôm nay với đội chủ và Mai Phi Long. Những ý kiến đóng góp xin quý vị email về địa chỉ sptnmorning@sptn.tv. Chúc quý vị một ngày làm việc bình an và hạnh phúc, và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Vâng, kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SPTN. Thưa quý vị, đây là chương trình bình luận tin tức với Đỗ Phụ và Thường Thắng, anh Tuấn và anh Nguyễn Thanh Hà. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi, anh em chúng tôi có anh luật sư anh Tuấn cũng như anh Thanh Hà tới với chương trình bình luận tin tức, tại vì anh Đình Thắng đang bận đi công việc ở xa. Xin kính chào anh Hà. Vâng, xin kính chào luật sư Đỗ Phụ. Vâng, xin kính chào luật sư anh Tuấn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Vâng, thưa quý vị, một tin rất buồn cho người Mỹ gốc Việt chúng ta nói riêng, và rất buồn cho người kiều bào ở hải ngoại nói chung, là một tin mới nhất ở Việt Nam. Theo như VTC News mới ra, thì Thủ tướng Chính phủ Cộng sản Việt Nam đã đồng ý gia hạn thời gian đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thêm 5 năm đến ngày 1 tháng 7 năm 2019 đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam. Đây là một cái tin tôi nghĩ là rất buồn, tại vì những lần trước anh em chúng tôi nói chuyện đó, thì chúng tôi rất mừng là tại vì coi như là hết hạn và chúng ta bị thoát khỏi cái nợ và thoát khỏi cái nạn bị làm công dân của Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta cũng biết, tưởng nên đóng tắt lại là kỳ trước chúng tôi cũng nói là khi mà quý vị muốn bỏ quốc tịch Việt Nam đó là phải tới Thủ tướng nhà nước Việt Nam, Chủ tịch nước ký, cộng thêm ba đời con cháu phải khai ra. Thì chúng tôi thấy cái luật mới này ra là rất ư là hồ hởi, là tại vì coi như mình không bị làm song tịch của Cộng sản Việt Nam nữa. Nhưng mà rất buồn, hôm nay chúng tôi lại có tin đưa ra là Cộng sản Việt Nam đã coi như là gia hạn thêm cái luật này 5 năm nữa, và muốn kéo theo một số người Việt Kiều ở nước ngoài để gia nhập lại quốc tịch Việt Nam, tại vì họ gia nhập lại cái luật 5 năm. Mà luật sư anh Tuấn kia trước có nói như thế nào, luật sư anh Tuấn? Vâng, chúng ta như tôi cũng nói trên một số đài radio cũng như chương trình khác, là cái chuyện mà Việt Nam họ làm theo cái nhu cầu, họ có mục đích, không có cái gì mà họ làm một cái chuyện gì động thái gì mà quá dễ dàng. Chúng ta phải đặt vấn đề, cũng như trước đây khi họ muốn thanh toán để đánh kiệt quệ người dân, cũng như là tải những cái vụ đổi tiền, và chúng ta sống dưới chế độ cộng sản, chúng ta đã quen những cái trò bịp bợm này rồi. Và như chúng ta thấy, trong khi mà chúng ta, họ cho chúng ta nghĩ rằng là tới tháng 7 năm 2014 tự nhiên là mình không
không cần phải là làm thủ tục thôi quốc tịch, mình không cần phải được tự nhiên được bỏ mình quá, thì mình đặt câu hỏi như ngay cá nhân tôi thì tôi cũng đặt câu hỏi tại sao dễ như vậy, có thể có ý đồ nào chăng trong cái vấn đề họ muốn lại trên hình thức giấy tờ phương tiện nào đó họ có thể cướp đi tài sản của những người mà đang ở nước ngoài kẹt không về Việt Nam được, hoặc có những cái chính sách áp dụng khác biệt đối với những người mà không còn quốc tịch Việt Nam nữa, hoặc là như chúng ta có thể nói rằng là họ theo họ cái vấn đề kế hoạch mà gọi là kiều vận của họ bị thất bại, họ cần thêm thời gian. Họ thấy, chúng ta thấy rằng một con số rất là đáng buồn, tại vì chúng ta biết rằng con số mà người Việt tị nạn cộng sản sống ở nước ngoài cũng như những người mà Việt trong nước sau này ra ngoài đi các nước làm ăn cũng như sinh hoạt sinh sống hoặc định cư rất là nhiều, hàng triệu người, mà chỉ có khoảng chừng trên dưới 6.000 người trong vòng 5 năm rồi để xin đăng ký làm thủ tục mà giữ lại quốc tịch. Thì đó chúng ta thấy rằng cái thất bại đối với nhà nước cộng sản Việt Nam, và đây nếu mà tin này có ra thay đổi như vậy thì chúng ta thấy rằng đó có thể họ cần thời gian hoặc là để có những kế hoạch khác, để cho vì chắc chắn những vừa qua đã có nhiều tạo nhiều sự nghi kỵ cũng như sự chống đối và họ mỉa mai khi mà nhà nước cộng sản ra cái luật này. Vâng, và cũng trả lại là tin rất buồn là tại vì thưa quý vị cũng biết cái vấn đề mà song tỉnh như chúng tôi cũng đã nói nhiều lần trong nhiều chương trình khác nhau là theo như luật của chính phủ Hoa Kỳ thì luật Hoa Kỳ không có cấm song tịch, nhưng mà theo điều 459 của luật Hoa Kỳ đó thì họ nói rõ là nếu mà quý vị tuyên thệ trung thành với một nước khác thì quý vị có thể bị mất quốc tịch Hoa Kỳ. Ở đây vấn đề đặt ra là hiến pháp của Cộng sản Việt Nam có mâu thuẫn với hiến pháp của Hoa Kỳ hay không, và thưa quý vị, theo sự nhận xét của chúng tôi thì hiến pháp Cộng sản Việt Nam gồm có khi quý vị vô quốc tịch Việt Nam thì quý vị phải thề trung thành để bảo vệ hiến pháp Cộng sản Việt Nam, gồm có những cái điều mà trung thành với điều 4 hiến pháp Cộng sản Việt Nam là ủng hộ chế độ Cộng sản Việt Nam. Thì nếu mình so sánh ra như vậy thì hai luật nó sẽ tương phản và mâu thuẫn với luật của hiến pháp Hoa Kỳ. Thì như vậy chúng ta sẽ vô tình chúng ta bị coi như là bỏ quốc tịch Hoa Kỳ. Đây là một điều quý vị rất ư là quý vị để ý, phải rất ư là kỹ, tại vì đây là những người nhẹ dạ không tin có thể vô quốc tịch Việt Nam vì một căn nhà, vì một cái xe, vì một cái loại dụ dỗ nào đó, quý vị vô tình quý vị có thể rơi vào cạm bẫy Cộng sản Việt Nam để quý vị mất quốc tịch Hoa Kỳ. Đó là điều quý vị phải lo lắng. Vâng, như chúng tôi, như tôi bên phủ trong cái nghề nghiệp của chúng tôi trong ngành luật đó, thì thông thường chúng ta biết rằng là giống hiến pháp Hoa Kỳ là cái bộ luật tối cao, hoặc đôi lúc có những cái luật mà nó bị mâu thuẫn thì thường thường luật của liên bang hoặc những luật tối cao hiến pháp là nó là chủ chốt, là nó controlling. Và trong trường hợp này đặc biệt trong cái điều luật mà về quốc tịch nó vẫn đang luật hiện hành, còn những cái ngoại lệ mà Bộ Ngoại giao đưa ra trong mấy chục năm qua từ năm 1990 tới bây giờ đó là những memo, đó là những cái tính cách gọi là huấn thị mà thôi, và những cái đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Còn nếu khi mà có sự mâu thuẫn cần đối chiếu cái luật nào hiện tại là chính thức thì chắc chắn cái bộ luật của về di trú, nhập tịch vân vân sẽ là chính thức. Thành ra chúng ta không thể nào mà đoán được, chúng ta phải căn cứ vào luật pháp mà nói, thì đó là một cái phiêu lưu và mạo hiểm khi chúng ta đi nhập lại quốc tịch Việt Nam hoặc xin giữ lại quốc tịch Việt Nam. Đó là chúng ta chỉ nói về vấn đề mà luật pháp thôi, là quý vị có thể bị mất quốc tịch Hoa Kỳ khi quý vị vô lại quốc tịch Việt Nam. Chưa kể tôi nói về vấn đề mà tinh thần. Tức là khi mà chúng tôi vượt biên ra đi, chúng tôi rời khỏi Việt Nam, là chúng tôi đã không công nhận nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, và chúng tôi không còn công nhận đó là chính thể đại diện cho chúng tôi nữa, và chúng tôi cũng không công nhận chúng tôi là công dân của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi là người Việt chứ chúng tôi không hề là công dân Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bây giờ mấy anh vơ đũa cả nắm, mấy anh lại giáng chúng tôi thêm 5 năm là công dân các anh nữa. Thì tôi thấy cái chuyện đó là cái chuyện mà rất là buồn của anh Hải. Vâng, cái đó là cái thủ thuật của Cộng sản, là bởi vì họ giống như nãy luật sư Tuấn có nói là suốt trong vòng bao nhiêu năm vừa qua, so với một cái cộng đồng người Việt hải ngoại tới 4.5 triệu mà chỉ có 5-6 ngàn người, nghĩa là người ta muốn xin giữ quốc tịch, thì chúng ta thấy rằng cái công tác kiều vận của Đảng Cộng sản đã thất bại rất nhiều ở đối với cộng đồng tự do. Vì vậy cho nên Đảng Cộng sản muốn tìm cách để kéo, làm sao để trì hoãn lại, để tìm cách để làm khó dễ khi mà những người kiều bào về thăm tại quê hương của mình. Nó có cách để khi nào có vi phạm luật pháp hay có cái gì đó làm harassment hay là làm khó dễ thì họ cứ để họ làm cái chuyện đó. Tại vì nếu mà quý vị bị song tịch là quý vị họ có thể xử theo luật Việt Nam một cách đương nhiên, và nói là quý vị không những là công dân của Hoa Kỳ nhưng mà theo chiếu theo luật chúng tôi, quý vị là công dân Việt Nam thì chúng tôi xử theo luật Việt Nam cho những nhà tranh đấu ở trong nước, những người mà ở nước ngoài đi về tranh đấu, hoặc là quý vị là kiều bào ở nước ngoài đi về Việt Nam về vấn đề mà có thể bị một chuyện gì đó, họ có thể gán ghép vào một cái tội nào đó, họ xử theo luật Việt Nam. Đó là một điều rất là nguy hiểm cho những người
người. Thì mình nói theo kiểu Việt Nam họ dùng cái gọi là cái hệ thống là theo huyết thống đó, tức là mặc dù con cháu chúng ta không có đẻ sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, không có đẻ ở Việt Nam, hoặc là thậm chí có nhiều người chỉ có bố hoặc mẹ là người gốc Việt thôi, đẻ nước ngoài chưa biết Việt Nam là gì cả. Theo những cái luật mà đối với nhà nước Cộng sản Việt Nam thì họ theo luật sư Phụ nói cũng là vơ đùa cả nắm, và những người đó có thể khi về Việt Nam, ghé chơi Việt Nam sẽ bị thi hành một số chuyện, chẳng như lợi đâu không thấy, nhưng mà chắc chắn sẽ bị bắt làm nghĩa vụ quân sự và bị xét xử theo những điều luật của Bộ Luật Cộng sản Việt Nam, mà chắc chắn những chúng ta, những người am tường khi thể chế đó, chúng ta không muốn phải bất cứ một vụ kiện tụng nào hoặc ra tòa mà được dùng luật Cộng sản cả. Vì trên giấy tờ họ có những luật rất hay, họ có đầy đủ tất cả những luật trong mọi khía cạnh lãnh vực, nhưng mà khi thực hành nó khác, thực sự nó không có cái sự mà vô tư như những nước mà tân tiến, và anh Thanh Hà, luật sư Đỗ Phụng. Dạ vâng, vâng. Thưa quý vị, đó là một cái tin rất buồn cho cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại. Trở lại tin Việt Nam, thì kinh tế Việt Nam, Cộng sản Việt Nam hiện giờ thì chúng ta cũng được biết là một cái tin mới nhất là theo như và thế giới biết được đó, ngân hàng thế giới biết được đó, họ đánh giá đó, thì mức tăng trưởng của Campuchia tăng nhanh hơn của Cộng sản Việt Nam. Và đồng thời ngân hàng thế giới đó, World Bank đó, đã công bố dự báo của mình về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Campuchia, cho rằng Campuchia trong năm 2014 sẽ có mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, trong khi Việt Nam chỉ được đánh giá là sẽ tăng trưởng với tốc độ khiêm tốn là khoảng 5,5%, tức là 5.5% đó. Thì đã vậy Campuchia lần đầu tiên họ sẽ sản xuất xe hơi đó, mà chiếc xe hơi chiếc Angkor EV 2014 lấy tên ngôi đền cổ là Angkor Wat của Campuchia, bằng chiếc xe đã được điều khiển bằng điện thoại thông minh nữa, và tần số radio. Thì những cái vấn đề mà tăng trưởng ở Campuchia chúng ta thấy như vậy đó là còn hơn cả Cộng sản Việt Nam, mà trước đây đó Campuchia chưa bao giờ hơn Việt Nam. Tôi nghĩ là đây là một cái chính là do vấn đề thể chế chính trị của họ. Tại vì Campuchia dù sao đó vẫn là thể chế tương đối là dân chủ hơn là Việt Nam. Tại vì họ có ít nhất là 2-3 đảng ở Campuchia nằm trong quốc hội của Campuchia, và Campuchia vẫn không phải là nước độc tài. Và gần đây nhất chúng ta đã biết trong cái chiến dịch mà xoay trục của Tổng thống Obama, thì Campuchia là một trong những nước mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ đã có ghé qua và nói chuyện với lại Campuchia trong kỳ vừa qua. Anh Hà nghĩ như thế nào về cái chuyện mà tăng trưởng Campuchia so với Việt Nam? Vâng, thưa luật sư Đỗ Phủ, thật sự ra thì chúng ta thấy rằng cái điều đó là cái điều mà mình rất ngạc nhiên, là bởi vì đối với đất nước Việt Nam chúng ta rất nhiều năm, và ngay cả lịch sử cận đại, mình đều thấy rằng Việt Nam là một dân tộc rất là thông minh và chăm chỉ, tương đối mình có cái cơ sở văn hóa rất là cao. Nhưng mà gần hơn từ lúc năm 1954 cho đến bây giờ và sau 1975, thì sau khi cái việc quản trị đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, mình thấy kinh tế Việt Nam đã không xây dựng được những mức độ cơ bản, những cái hạ tầng cơ sở Việt Nam đã không xây dựng được. Và chúng ta thấy giống như nhiều nhà kinh tế ở thế giới, người ta lượng định rằng Việt Nam đã một cái nền kinh tế có cái đu xã hội chủ nghĩa. Thực sự đó là một hình thức trá hình của những cái nền kinh tế kiểu gia tộc, tức là tập quyền của các thái tử đảng, tức là những, chẳng hạn chúng ta thấy con Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Phượng, con của Tô Huy Rứa là con gái là nắm đầu một công ty phát triển địa ốc, rồi con của Lê Thanh Hải là bí thư thành phố Hồ Chí Minh, tức là thành phố Sài Gòn của mình, thì lại nắm một số công ty, các khách sạn, các công ty địa ốc của miền Nam. Thành ra những cái từ những công ty mà mang danh quốc doanh thì thực sự nắm đằng sau đó là những cái tập đoàn gia tộc của các ủy viên Bộ Chính trị. Vâng, chúng tôi nghĩ thành ra quyền lợi của tất cả những công ty đó nó vào và túi những cá nhân đó chứ không vào quốc gia. Đây là một cái tập đoàn mà họ ăn hối lộ và tham nhũng, và tiếp tục những cái tiền bạc đó đẩy vào sau những người mà chỉ vấn đề quyền lực của họ, vấn đề nhất là quyền lực về kinh tế của họ đây, cho con ông cháu cha họ lên họ hưởng tiếp. Vâng, xin quý vị đừng rời khỏi là sóng SBTN, chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông tin thương mại. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng đài truyền hình SBTN. Trở lại với chương trình Bình Luận Tin Tức với luật sư Anh Tuấn, anh Thành Hà và Đỗ Phụ. Thưa mời luật sư Anh Tuấn. Vâng, một cái tin chúng ta thấy nữa là chúng ta những ngày tháng của chúng ta chứng kiến một số người gọi là tù nhân lương tâm được bên phía nhà cầm quyền Hà Nội thả ra, và đặc biệt là và thả ra rồi họ cũng số người được đi qua Mỹ, chẳng như đặc điển hình là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Và
cái động thái khi mà nhà cầm quyền Hà Nội thả những người tù nhân này ra và có mục đích gì và tại sao nó xảy ra lúc này? Vâng, thưa luật sư Anh Tuấn và thưa luật sư Đậu Phủ, chúng ta thấy là giống như là nhiều khi trong quá khứ cũng giống như Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần chỉ nhìn trong một cái vấn đề giai đoạn ngắn hạn. Chúng ta thấy chẳng hạn như cái cuộc đối thoại sắp tới trong tháng 5 với Hoa Kỳ tại Hoa Thành Đốn. Đối thoại nhân quyền. Vâng, đối thoại về nhân quyền với Hoa Kỳ tại Hoa Thành Đốn. Và cái vấn đề thương ước TPP, tức là hai cái đó Việt Nam tìm mọi cách để làm vừa lòng Hoa Kỳ, nhất là quốc gia tương đối có ảnh hưởng rất rất mạnh về vấn đề cái thương ước TPP và xuyên Thái Bình Dương. Vì quyền lợi Hoa Kỳ, vì quyền lợi của Việt Nam, chúng ta thấy trong những năm gần đây thì kinh tế của Việt Nam xuống dốc rất nhiều và gần như hiện giờ cái nạn thâm thủng của kinh tế Việt Nam nó lên rất là cao, có thể nói là gần như 90% của GDP của Việt Nam. Vì vậy cho nên Việt Nam muốn thoát khỏi cái vũng lầy đó và hy vọng rằng tìm cách để vừa lòng Hoa Kỳ trong cái thương ước TPP. Nhưng mà nhiều người cho rằng vâng, tức là thả là làm cách nào để làm dịu đi cái tình hình thả những cái thả bắt chỉ đầu có ba người các ba người bắt đầu chứng kiến. Và chúng ta cũng thấy cái chuyện này nó xảy ra thời lúc mà Việt Nam thời dưới thời tổng thống Bush là cộng sản Việt Nam muốn vô WTO thì đã thả ba những một số tù nhân lương tâm và nới lỏng ra, và sau đó thì Hoa Kỳ đã cho Việt Nam vô WTO và sau đó là cái đàn áp của cộng sản Việt Nam nó khốc liệt hơn, mạnh hơn trước không bao giờ hết từ 2007 trở đi sau khi vô được WTO. Và luật sư Đỗ Phủ thấy là chúng ta thấy ngay cả mới vừa thả ra cách đây hơn một tuần một vài ba nhà chính kiến, thì mới ngày hôm qua ngày hôm kia đây cái nhóm mà mạng lưới blogger Việt Nam chỉ có một cái buổi hội thảo về vấn đề cà phê nhân quyền thôi, tức là ngồi với nhau đi chia sẻ về những cái vấn đề nhân quyền cho Việt Nam, mà những công ước đó chính Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã ký vào các công ước về quyền chính trị, về dân sự, về các quyền thương mại. Điều đó chúng ta thấy rằng tức là họ trên bề mặt đó, tức là họ phải đáp ứng được cái đòi hỏi cũng như sự đấu tranh của tất cả chúng ta trong nước, ngoài nước và cộng đồng thế giới về tình trạng vi phạm nhân quyền, thì họ phải một mặt phải làm những cái chuyện đó để đạt tới mục đích ngắn hạn trước mắt họ là phải làm thế nào để đáp ứng được những cái điều kiện đòi hỏi đó là tôn trọng nhân quyền, để một trong những cái mà khúc mắc chính để họ được tham gia vào cái hiệp ước thương mại lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, và chắc chắn Việt Nam khi họ vào được cái đó thì họ có cơ hội để cứu vãn nền kinh tế của họ, duy trì chế độ họ và cái tham vọng của họ để tiếp tục gọi là cai trị người dân Việt Nam. Thì chúng ta thấy đó là một cái theo như mà giáo sư mà Carl Thatcher của bên Úc nói rằng đó là một cái chiến thuật, và sau cái vụ và trong đó đó là bề mặt. Nhưng mà bề mặt còn bên trong thực tế hậu trường, trong những ngày qua chúng thấy vẫn như anh Hà vừa nói là vẫn có những cái vụ là họ không có bắt, nhưng mà họ đàn áp và họ là đánh hoặc là hâm dọa và những người đấu tranh trong nước. Và chắc chắn có biết những người đấu tranh luôn luôn là ôn hòa, và thực sự nó không phải lúc nào nó cũng mang tính cách là chính trị hoặc là tôn giáo. Và đôi lúc có một số người thì cũng một số tổ chức ở đây cũng nghĩ đây là một thắng lợi của chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ thì đây là không phải là thắng lợi đâu, và đây là chúng ta thấy là cái trò nó tiếp tức vào vận hàng hà họ làm, họ đánh lén sau lưng và họ thậm chí cho công an gọi là như là hành xử như côn đồ. Cho nên tất cả các chủ tổ chức chính trị, mà tôi nghĩ là những tổ chức cũng như là NGO ở Hoa Kỳ, chúng ta nên tiếp tục tranh đấu để chúng ta tạo áp lực mạnh hơn nữa với nhà cộng sản cầm quyền cộng sản Việt Nam để họ phải đổi luật của họ, để thả ra các người blogger cũng như thay đổi luật của họ để họ đừng bắt những người blogger hoặc là những nhà tranh đấu bắt đồng chính kiến một cách vô lý nữa. Vâng, thưa quý vị, đó là tin tóm lược phần tin Việt Nam trở qua tình hình Ukraine. Chúng ta cũng biết là Ukraine càng ngày càng căng thẳng ở nhà, và chúng ta cũng thấy là Nga đó, ông Putin đó, chắc chắn là đây một cái chiêu mà tôi nghĩ là của anh Nga đó, là chúng ta thấy ở bên Ukraine, nhất là vùng phía đông đông á của Ukraine đó, có những cái vùng mà dân quân tự nổi dậy và đã chiếm đóng một số cơ sở của chính phủ. Thì chúng ta cũng biết là cộng sản đó có cái chiêu này từ xưa rồi, và Putin xuất thân là một anh KGB, một người nằm trong guồng máy KGB, gạo cội trong guồng máy KGB. Thì tất cả những cái chuyện mà gài người để cho những người này cũng gọi là những cái cuộc tự phát của người dân Ukraine đó, thì thấy rõ ràng là của bên Nga gài ra. Nhưng mà cái vấn đề là tại sao Nga lại muốn gài những chuyện này? Có phải là tại vì cái ảnh hưởng kinh tế kỳ rồi của vụ trừng phạt quốc tế đó, về vấn đề mà của Hoa Kỳ đứng đầu đưa ra đó, ảnh hưởng tới nỗi mà bây giờ Nga thấy là Nga không thể đẩy quân vô được mà phải dùng cái chi tiêu này anh ạ?
Vâng, thưa luật sư Đỗ Phủ, chúng ta thấy là Putin trong ngày thứ năm vừa qua, tuần vừa qua thì chúng ta thấy có một cái cuộc họp bốn bên, tức là vừa có Hoa Kỳ, Nga và cộng đồng Liên Âu cộng với Ukraine. Thì sau khi bốn bên đã tương đối rất là khó khăn để đạt được đến một cái tương đối đồng thuận, là cái căn bản là không dùng một giải pháp bạo lực để tiếp tục của vùng miền đông của Ukraine. Nhưng mà ngay cả Tổng thống Obama Hoa Kỳ cũng không có tin tưởng về cái lời của Putin rất nhiều. Bởi vì bằng chứng là hiện giờ, giống như luật sư Đỗ Phủ nói, cho đến ngày hôm nay có một số thành phố, ngay cả Dubai vẫn còn một số thành phố dân quân bị vẫn còn được chiếm đóng bởi những cái người mà thân Nga và được suối bởi Putin. Và Putin đã thẳng thừng, không còn che giấu và không còn nói quanh co và nói lập lờ rằng vấn đề những cái vùng của các cái tỉnh của vùng miền đông Ukraine nó vẫn nằm trong thuộc của cái liên bang Nga về lịch sử lâu dài. Nhưng mà cái điều mà tôi nhận thấy là dân Nga đó, anh Hà, có một số giới đó họ ủng hộ cái chuyện mà sự bành trướng của Nga trở lại cái thời Nga hoàng, nhất là những người lớn tuổi đó, những người mà đã từng sống với thời mà Liên bang Xô Viết đó, thì họ muốn trở lại cái thời huy hoàng hồi xưa của Liên bang Xô Viết. Đó là cái cảm nhận của họ thôi. Nhưng mà riêng cái giới mà làm ăn cũng như là những đại công ty ở bên Nga, những là những người tỷ phú bên Nga, những người mà đã sau bao nhiêu năm đã làm ăn đó, thì họ cảm thấy cái pinch, tức là cảm thấy được cái áp lực của Hoa Kỳ khi mà đưa ra những vấn đề trừng phạt kinh tế của Nga. Tức chắc chắn ông Putin ông sợ mà cái hậu quả mà trừng phạt kinh tế đối với Nga, tại vì Nga cũng phải đương đầu nhiều cái tình hình, và chắc chắn là trong cái thế giới ngày hôm nay, Nga nó không còn là một cái thế một là một nước ảnh hưởng khắp toàn cầu như trước đây chúng ta thấy. Và bây giờ Nga họ phải lo vấn đề kinh tế của chính nước họ cũng đang phát triển, và những cái khối mà Đông Âu trước đây thuộc về nó chưa hầu họ, đây bây giờ phần lớn đã tham gia EU rồi, và với sự trừng phạt của tất cả thế giới cộng lại thì Nga chắc không kham nổi. Thế bằng gì ông Putin ông đứng lại ông chờ để có những cái sự mà nổi dậy của người dân hoặc tự phát. Và chúng ta biết rằng Ukraine sắp sửa có cuộc bầu cử khoảng 25 tháng 5 đây, thì những cái tình hình lộn xộn như vậy thì có thể ông chưa biết phải làm gì trước bối cảnh hiện nay, chờ tình hình để cho họ, hơn là xô quân vào chưa chắc đã gọi là đã chiếm hoặc là bình định được cái Ukraine. Mặc dù lực lượng Nga theo chúng ta biết là họ có thể có khả năng tung quân có thể gần như là gần 1/5 quân số 270,000 mà lính gọi là active của họ đó, để có thể thôn tính nước Ukraine trong vòng có thể 3 ngày, 5 ngày theo như các nhà bình luận. Nhưng cái vấn đề có giữ được hay không, và đóng cái gánh nặng họ có nuôi nổi cái quân số họ trong đóng chiếm nước Ukraine, đó là một vấn đề có thể ông Putin đang chờ xem. Và chúng ta không biết là chính cái cuộc chạy đua nguyên tử đó, của vũ khí nguyên tử giống như là Sauer đã đưa tới nước Nga Liên bang Xô Viết bị sụp đổ trong cái kỳ trước năm 1990. Đó là chuyện mà Ukraine đó, những cái điều nắm bỏng chúng tôi nghĩ là trong tuần tới chúng ta sẽ thấy. Thưa quý vị, một vấn đề nữa là trở lại tin Hoa Kỳ. Chương trình y tế của Tổng thống Obama đưa ra đó đã ghi danh được hơn 8 triệu người. Đây là một số kỷ lục đáng kể, và chúng ta cũng biết là theo thống kê của Hoa Kỳ thì dân Hoa Kỳ là những người mà uninsured đó đã thấp nhất từ trước đến nay, chúng con số đó thấp nhất từ trước đến nay. Và trong cái số 8 triệu người ghi danh đó thì họ có tới 35% là những người dưới 35 tuổi. Thì đây là một cái chuyện mà thông báo của chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái chuyện rất là thành công của chương trình Obamacare đưa ra, và đã có được 8 triệu người có được bảo hiểm sức khỏe. Tuy nhiên nó có một số khúc mắc ở đây là những người mà vô thì những cái một số tiểu bang đã vô được chương trình Medicare ra, là Trương Tấn và anh Hà, thì mặc dù là họ được chấp nhận nhưng mà cái thủ tục đó của các cơ quan Medicare của tiểu bang đó họ vẫn bị ứ đọng, tức là không đủ nhân viên làm việc, cho nên có nhiều người phải đợi tới 2-3 tháng mới có ghi danh vô được cái chương trình Medicare, tức là cái sự extend của cái chương trình mà healthcare của Tổng thống Obama đó. Thì đây là một cái chuyện ứ đọng của các tiểu bang họ vẫn phải giải quyết trong cái chương trình healthcare này, mặc dù đây là một cái bước dấu khởi ngoặc đầu tiên của chương trình mà chúng ta thấy là đã thành công cho dân Hoa Kỳ, tới 8 triệu người có được bảo hiểm sức khỏe.
Vâng, đó cũng là một cái tin mừng, vì chắc chắn những cái gì khi mà implement, tức là thực thi một cái chính sách lớn như vậy, có tính cách gọi là thì nó phải cần thời gian, và theo tôi nghĩ đó là một cái thành công, và nó trong thời gian ngắn mà có tới 8 triệu người, hơn 8 triệu người được hưởng những và cái, chúng ta cũng biết chương trình này có tới 5.7 triệu người không có được bảo hiểm, đó là tại vì 27 tiểu bang của Hoa Kỳ đó đã từ chối không tham gia vào chương trình này, và bởi vậy chúng ta mới có cái website của tổng thống của Obamacare đó, mà tiểu bang Cali là một những tiểu bang mà họ đã được tiên phong từ đầu, nhưng mà một số tiểu bang trong đó có 24 tiểu bang đó đã đồng ý là không chịu làm gì cả, để tới 5.7 triệu người mà không có bảo hiểm là tại vì một số tiểu bang đó, và tôi nghĩ đây là vấn đề mà của đảng tính mà đưa ra, những tiểu bang đó phần đông là các tiểu bang đã bầu Cộng Hòa, họ đã để cái chuyện mà đảng phái đưa lên chuyện quyền lợi người dân, nó để tới 5.7 triệu người dân bị lỗ. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là chúng tôi đến giờ, và xin kính chào quý vị khán thính giả đài SBTN và hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới cũng vào giờ này với chương trình Bình Luận Tin Tức. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị. Xin kính chào quý vị.